Giang Vân Hải bọn người bị hù dọa, nhất là ngao lư trên thân nhàn nhạt uy áp cực kỳ khủng bố, mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì là vô tận biển sâu, nhưng yêu tộc đại đế bốn chữ này đầy đủ phân lượng, cũng không phải là người nào đều có thể gọi đại đế. Ha ha, thiên thiên mang chư vị đi huyền vũ thành du ngoạn một phen đi, ta cùng Giang giật tâm sự. Ngao lư mỉm cười khoát tay chặn lại, thiên thiên vội vàng mang theo mọi người ra ngoài, Giang giật hướng Giang tiểu nô gật đầu ra hiệu, cái sau ôm ngủ sai tiểu phỉ đi theo rời đi. Giang giật, khá hơn chút nào không? Ngao Lư mỉm cười ngồi tại bên giường sư trên ghế, nghỉ ngơi mấy ngày Ngao Lư thương thế cũng tốt đến 7-8 phần, hắn gặp Sang giật nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra, ảnh Hoàng truyền đến tin tức, người tại Đông Hoàng đại lục tội danh chiêu, có hay không hối hận giúp yêu tộc. Giang giật đắng chát cười nói, Ngao Lư đại nhân, người hẳn là hiểu tính cách của ta, ta làm việc chưa từng hối hận, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Người tính cách này cùng huyền đế quá giống, Ngao Lư đôi mắt trở nên đục ngầu, tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, hắn u u thở dài nói, lão phu cho ngươi đi đoạt huyền thần cung tựu ngờ tới ngươi có thể thành công, huyền đế người này chú trọng nhất nhân phẩm, hắn thấy ngứa mắt người, tuyệt đối không có tư cách đạt được hắn truyền thừa. Nói đến đây cái, Giang giật đôi mắt sáng lên, có chút kỳ quái hỏi, ngao đại nhân, ta có một chuyện không rõ, Phật thành đại trận kia ngươi cũng không phá được a à vì sao ta một chiêu liền rách. Ừm, đại trận kia ta đã từng bí mật đi xem qua, hoàn toàn chính xác không phá được, bắc đế cùng chiến đế đồng dạng không phá được. Ngao Lư gật đầu giải thích nói, còn như ngươi vì sao có thể phá, cái này rất dễ lý giải. Đồ thần chảm là trí cao đạo văn, đạo văn này hẳn là mượn nhờ thiên địa chi lực. A à, ngươi suy nghĩ một chút cái kia thiên lôi trận đồng dạng cũng là mượn nhờ thiên địa chi lực, trên thực tế. Ngươi phóng thích đồ thần trảm thời điểm, trong đại trận năng lượng cũng tương tự bị ngươi mượn, bên trong năng lượng cũng không nhiều, tự nhiên nhẹ nhóm có thể phá cái này cửu tinh đạo văn là huyền đế công kích mạnh nhất một trong uy lực rất khủng bố a à nha giang giật bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại kỳ quái hỏi ngao đại nhân cái này đồ thần trảm bá đạo như vậy vì sao ta tìm hiểu dạ hải đồ liền có thể nhẹ nhõm cảm ngộ đồ thần trảm chẳng lẽ là huyền đế trước kia tự có bố trí trợ giúp ta cảm ngộ còn có vì sao ta cảm ngộ cái này đạo văn huyền thần khải tự tự động luyện hóa không có khả năng ngao Lư rất khẳng định nói ra đạo văn cảm ngộ ai cũng không giúp được ngươi người có thể cảm ngộ tuyệt đối là chính người nguyên nhân có thể là người này quái dị thể chất nguyên nhân còn huyền thần khải có thể sử dụng đây cùng đồ thần chảm có quan hệ đây là thần khí có thể tự động nhận chủ đồ thần chảm là huyền đế công kích mạnh nhất một trong người cảm ngộ đồ thần chảm đạo văn huyền thần khải tự động nhận chủ cũng rất dễ lý giải quái dị thể chất giang giật ngượng ngùng hít mũi một cái không còn thảo luận cái đề tài này hắn ánh mắt chớp động quát khẽ nói ngao đại nhân người nói phía sau màn hắc thủ hội là ai cái kia hình mộng uyển có vấn đề hay không nàng tại sao lại có thần khí Phật thành thiên lôi đại trận có phải hay không nàng bố trí. Thiếu nữ thần bí, thần kỳ chiến trận, có được thần khí, đại chiến lúc xuất hiện thời cơ khéo như thế chờ chút. Không một không nói rõ nữ tử này cùng nàng phía sau thiên minh tông chỗ khả nghi, mà lại nữ tử này tâm trí phi thường cao, mấy câu điều động sở hữu nhân tộc cùng chung mối thù, để cửu đế gia tộc không thể không chiến, cái này khiến Giang giật càng thêm hoài nghi nàng. Vấn đề này ta cũng nghĩ không thông, Ngao Lư cũng không có thiện kết luận, chỉ là phân tích nói, theo huyền đế nói, thiên tinh giới thần khí chỉ có hai kiện. Cái này hai kiện hay là hắn hao hết thiên tinh giới tất cả tài liệu chân quý tự mình tạo ra, những người còn lại coi như có thể đánh tạo cũng không có khả năng có tài liệu. Tiểu nha đầu này thần khí ở đâu ra ta cũng không biết. Chiến trận thoại bản tòa cảm thấy không bằng, ta tinh thông rất nhiều đại trận, nhưng thần kỳ như thế trận pháp chưa từng nghe thấy, so huyền đế còn muốn lợi hại hơn. Giang giật, ta khuyên ngươi đừng quản chuyện này, an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Đừng tìm nhà đầu này là địch, ta có loại cảm giác, nhà đầu này không phải ngươi có thể đối phó. chương 1197, khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân. Hừ, Giang giật có chút không tán đồng ngao lư, hắn lắc đầu nói thiên tinh giới vài ước người huyết cừu không thể không báo, mà lại không phải ta đối phó nàng, giống như nàng là chủ sử sau màn, ta không hợp nhau nàng, nàng lại đối phó của ta. Coi như nàng lợi hại hơn nữa, sau lưng nàng thiên minh tông lại cường đại thiên tinh giới tổng không có chân thần a à nếu như ta đạt tới huyền đế chiến lực còn không đánh chết nàng ha ha ngao lư cười nhạt một tiếng bất hòa giang giật tranh luận ngược lại nói ra giang giật ta có một môn thần thông tên là độc tâm thuật ngươi hẳn phải biết đi đúng a à, giang giật đôi mắt sáng lên nói ngao đại nhân người cái này thần thông lúc ấy dùng không có có thể xác định ai là phía sau màn chủ mưu sao không thể Ngao Lư cười khổ nói ra, ta chỉ có thể nhìn phá so thực lực của ta thấp người, chiến đế, bắc đế linh hồn hoàn toàn không thể xâm nhập. Ta đế thú, đế kiếm, đế đường thần cơ bọn người đảo cùng việc này không quan hệ. Điểm ấy có thể khẳng định. Ta để ngươi không muốn đối phó nhà đầu kia cũng là bởi vì ta nhìn không thấu ý nghĩ của nàng. Thiên Minh Tông người một cái đều nhìn không thấu. A, à, thật chẳng lẽ chính là các nàng giang giật trong mắt Hàn Quang lóe lên, trên thân lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Ngao Lư khoát tay áo nói, giang giật mọi thứ không muốn tùy ý kết luận, không có chứng cớ xác thực, như thế ngươi hội khắp nơi thụ địch. Cuối cùng ngươi là nhân tộc, ngươi là huyền đế người thừa kế, ngươi muốn thủ hộ nhân tộc, ngươi luôn không khả năng đem nhân tộc cường giả đều giết sạch a, chẳng lẽ ngươi hoài nghi một người liền muốn giết chết một cái ngươi thật chọc giận tới sở hữu nhân tộc, kết cục của ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lịch sử chứng minh cùng sở hữu nhân tộc đối lập, thường thường không có tốt kết cục, cuối cùng hội rơi vào chúng bạn xa lánh chết thảm hạ tràng, đừng bị cửu hận che đậy nội tâm a. À. Ngao Lư thân là yêu tộc, lại thuyết phục Giang Giật thủ hộ nhân tộc, cái này mặc dù nghe là lạ, nhưng Giang Giật rất rõ ràng Ngao Lư là thật đối tốt với hắn. Nội tâm của hắn tỉnh táo lại, trầm tư một lát gật đầu nói, Ngao Lư đại nhân giáo huấn đối với, ta đích xác có chút cử chỉ điên rồ. Trẻ nhỏ dễ dậy, không gì tốt hơn. Ngao Lư mỉm cười đứng lên nói, thiên đạo luân hồi, hết thảy từ nơi sâu xa đều chú định chúng ta có thể làm liền là hết sức nỗ lực không thẹn với lương tâm còn lại sự tình đừng quá cưỡng cầu giang giật việc ngươi cần không phải báo thù mà là tu luyện chỉ có đủ thực lực mới có thể thủ hộ người nghĩ bảo vệ người người trước đột phá bán thần còn lại sự tình sau này hãy nói chính nghĩa mặc dù không thể vĩnh viễn chiến thắng tạ ác nhưng trong lòng còn có chính khí quỷ thần đều sẽ né tránh ngao lư rời đi giang giật cẩn thận suy nghĩ ngao lư hắn mơ hồ cảm giác ngao lư tựa hồ đoán được một ít chuyện nhưng không có chứng cứ hắn không có nói rõ mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ cho rằng Ngao Lư nói rất đúng, mấu chốt là trước tu luyện, đột phá bán thần lại nói. Thực lực của hắn còn chưa đủ, chỉ ít hắn giết không chết chiến đế bắc đế, cũng không giết chết còn lại cửu tinh cường giả. Hắn ngồi xếp bằng chữa thương, chuẩn bị các loại chờ thương thế một tốt liền đi tuyết vực nhìn xem, ngoài ra còn có một sự kiện không thể không làm cái kia chính là đi hắc hải đi một chuyến. Y thiền mặc dù không nói nhưng hắn biết rõ nàng rất hy vọng hắn đi đi một chuyến, xác định Phật đế đám người sinh tử đối với Ngao Lư Giang giật giờ phút này là 100 cái yên tâm Ngao Lư chờ ngại Huyền đế tuyệt đối sẽ không chủ động công kích nhân tộc giờ phút này yêu tộc cũng bị đả thương nặng 10 vạn năm bên trong không có cách nào khôi phục nguyên khí đối nhân tộc không có bất cứ uy hiếp gì ba ngày sau Giang giật đem tô như tuyết truyền tống ra mời Ngao Lư tới xem xét linh hồn nàng bên trong phù độc để hắn nghĩ biện pháp phá giải để hắn rất thất vọng chính là Ngao Lư dò xét nửa canh giờ kết quả đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Phù này độc ngao lư căn bản giải không được, độc này sau năm đó thiên thiên chúng độc lợi hại hơn, đã cùng linh hồn hòa làm một thể, như cưỡng ép xua tan sẽ chỉ làm tô như tuyết linh hồn sụp đổ. Bất quá, ngao lư để thiên thiên đưa tới một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược, để tô như tuyết tăng cường linh hồn, ngao lư nói tô như tuyết linh hồn có thể tăng trưởng đến nhất định tình trạng có thể ngưng kết thần phách, nói không chừng có khả năng chính mình đem độc bước đi ra. Thiên Minh Tông Giang giật đối thiên minh tông cảm giác càng kém mấy phần, không bằng hắn không dám mạo hiểm vậy mà đi tìm thiên minh tông. Một là thiên minh tông có thể không biết tô như tuyết bên trong phù độc, cơ thính vũ đã chết, độc này đoán chừng cũng chỉ có cơ thính vũ biết rõ. Chính hắn tìm tới cửa lời nói, sẽ còn cho thiên minh tông nhờ vào đó bức hiếp. Hai là hắn không có năng lực hủy diệt thiên minh tông, một cái hình mộng huyền liền để hắn cảm giác vô cùng phiền phức. Sau năm ngày, Giang giật thương thế khôi phục bảy tám phần, hắn lên đường, hắn ngược lại là rất thích huyền vũ thành nhưng giang vân hải bọn người thực lực quá thấp tại huyền vũ thành lại lâu sẽ bị yêu khí xâm nhập triệt hồi tuyết vực người còn không biết tình huống như thế nào giang giật nghĩ đi trước tuyết vực nhìn xem đem tiền vạn quán chiến vô song giang vân hải bọn người đưa đi ngao lư thiên thiên ảnh hoàng hắc thần bọn người cùng một chỗ đưa tiến thiên thiên nhìn qua giang giật tiến vào huyền thần cung sau đầy mắt ảm đạm ngao lư các loại chờ huyền thần cung độn thiên mà đi về sau sợ lấy thiên thiên đầu nói thiên thiên nhân yêu khác đường, trừ phi ngươi có thể tu luyện thành là yêu thần, ngưng tụ thần hạch, trở thành chân thần. Ngươi mới có thể cùng giam giật cùng một chỗ, nếu không ngươi vẫn là yêu thể, vĩnh viễn không thể cùng nhân tộc thành hôn. Yêu thần, thiên thiên thê lương cười một tiếng, đắng chát nói ra, yêu tộc trong lịch sử còn không có một cái đại yêu có thể đột phá một bước cuối cùng, thiên thiên có thể làm sao? Có chi át làm nên, ngao lư mỉm cười, mang theo ảnh hoàng bọn người rời đi, tại cửa ra vào bên mặt nói, chỉ cần cố gắng, kết cục không trọng yếu, mặc kệ là người hay là yêu, đều muốn có mộng tưởng, nếu không tự cùng một đầu hàm ngư không có khác nhau. Ừm, thiên thiên trùng điệp gật đầu, đôi mắt đẹp sáng rực, tóc lục phiêu diêu, một mình đứng tại lớn như vậy huyền vũ ngoài thành, hình ảnh kia lộ ra phá lệ duy mỹ. Huyền thần cung độn thiên mà đi, lần này giang giật đem tất cả mọi người ném truyền tống đi kính nguyệt hồ. Chiến vô song biện pháp rất hữu hiệu, trong khoảng thời gian này y thiền cùng ma yêu nhi tô như tuyết trung đụng rất tốt, Y thiền trên người có một cỗ làm người ta tin phục khí chất, mà yêu nhi cùng tô như tuyết đều rất nghe theo y thiền, đối nàng rất là kính trọng cùng yêu thích. Tiểu hồ ly giang giật cũng mang đi, hắn để ngao lư đi đem yêu hầu tiếp đi huyền vũ thành, tiểu hồ ly niên kỷ rất nhỏ, nhưng lại có được kinh khủng lực sát thương. Lưu tại vô tận biển sâu hắn sợ tiểu hồ ly bị xúi dục đi gieo họa nhân tộc, nàng thực lực thế này như bị ảnh hoàng mang theo lặng yên chui vào đông hoàng đại lục, sợ là vô số thành trì đều sẽ biến thành tử thành. Sở dĩ hắn đem tiểu hồ ly mang lên, một là chân tâm thích tiểu hồ ly, tiểu phỉ cũng nghĩ đi theo hắn. Đệ nhị có thể quán thâu một chút quan niệm cho nàng, ảnh hưởng nàng trưởng thành, để nàng đối nhân tộc không có lớn như vậy oán hận. Khanh khách, tiểu nô tỉ tỉ mau tới A, à, chúng ta đi bơi lội. Giờ phút này kính nguyệt trong hồ tiểu phỉ biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương ngay tại trong hồ chiêu đùa, giang tiểu nô tô như tuyết mại yêu nhi đều thích vô cùng nàng, y thiền cùng giang giật ngồi tại trong đình nhìn qua mọi người tại bên hồ chơi đùa. Y thiền, như thế nào mới có thể ngưng tụ thần phách? Giang giật tìm Y thiền là nói chuyện chính sự, hắn nhất định phải nhanh ngưng tụ thần phách trở thành bán thần, hắn chân thành nói ra, chúng ta đi trước Phật Đế Thành, đi theo sau một chuyến tuyết vực, cuối cùng đi Hắc Hải, đến Hắc Hải trước đó ta nghĩ đột phá bán thần. Cái này đơn giản, Y thiền trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái hộp ngọc, nàng đưa cho Giang giật nói, trong này có 10 con thần tàm, bị gia gia của ta dùng phương pháp đặc thù khốn trụ người luyện hóa thần tàm linh hồn liền có thể tiến hóa, trễ chúc ta cho ngươi thêm ngưng kết thần phách công pháp. Cái này, Giang giật mày kiếm vẩy một cái nói, đây là ra ra ngươi cho ngươi đột phá chi dụng A à ta tại sao có thể dùng ngươi. Ha ha, y thiền nở nụ cười xinh đẹp, có chút thẹn thùng rủ xuống tầm mắt nói ra, cái gì ngươi của ta, ngươi ta ở giữa còn cần nói cái này. Giang giật nội tâm rung động, không hiểu cảm động, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân A. À. Trường 1198, đó là của ta, thần tàm rất dễ dàng luyện hóa, năm đó giang giật luyện hóa một cái thần tàm, bất quá tại luyện ngục phế tích bên trong không có ký ức. Lần này hắn tại y thiền chỉ điểm xuống bế quan bắt đầu luyện hóa thần tàm, huyền thần cung thẳng tắp hướng Phật đế thành bay đi, không cần hắn đi quản nhiều, mà lại luyện hóa thần tàm thời gian phi thường ngắn, có ngoài ý muốn tình huống tùy thời có thể dùng kịp phản ứng. Hắn cùng y thiền truyền tống vào huyền đế trong các, y thiền mở hộp ngọc ra, 10 đầu thần tàm lập tức bay ra, y thiền trong tay xuất hiện một cái bao tay màu đen, nhẹ nhõm bắt lấy một đầu, nguyên lực chấn động đưa cho Giang Giật. Giang Giật bắt lấy thần tàm nguyên lực bao khỏa, một cỗ tinh khiết năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn hướng linh hồn bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, cái kia năng lượng mới vừa tiến vào linh hồn trong thức hải, thất thải hồn thương không bị khống chế bay tới, thoáng cái đem năng lượng nuốt chừng lấy. Ông, thất thải hồn thương quang mang chấn động, ngược lại là khí tức lại cường đại mấy phần, Giang Giật tức giận đến muốn chửi má nó, cái này năng lượng cũng không phải cho hồn thương, mà là cho hắn chủ linh hồn A. Lần trước cái kia băng thú vương nội đan tựu bị thất thải hồn thương nuốt chừng lấy, bất quá lần trước cũng là không có cách, lần này Giang giật tự nhiên không muốn tiếp tục cho thất thải hồn thương thôn phệ. Cút ra đây, Giang giật quát lớn, khống chế thất thải hồn thương bay ra linh hồn thức hải, cái này hồn thương bay ra ngoài cũng không thể cướp đoạt thần tàm năng lượng A. Nhưng mà, để Giang giật cùng y thiền trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, thất thải hồn thương theo Giang giật mi tâm bay ra về sau, quang mang lóe lên lại không bị khống chế hướng giữa không trung thần tàm bay đi. Vù vù, thất thải hồn thương hóa thành một đạo hồ quang hung hăng va chạm một đầu thần tàm, nó trực tiếp đem thần tàm xuyên thấu. Kia thần tàm tại thất thải hồn thương xuyên qua về sau, thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành hư vô. Trái lại thất thải hồn thương thì quang mang lần nữa chấn động, khí tức lại cường đại mấy phần. Hiu hiu hiu, thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt tự va chạm ba đầu thần tàm, chờ Giang giật cùng Y Thiền kịp phản ứng, nó lại đem đầu thứ tư thần tàm nuốt chừng lấy. Móa, dừng lại, đó là của ta. Giang giật cuống lên, con mắt đều một mảnh huyết hồng, hắn cực lực khống chế thất thải hồn thương dừng lại, nhưng hồn thương căn bản không bị khống chế, mấy cái trong chớp mắt đem bay ở giữa không trung sở hữu thần tàm đều nuốt chừng lấy, lúc này mới dừng lại giữa không trung. Thất thải quang mang lưu chuyển, tựa như một cây vô kiên bất tồi thần thương, phía trên khí tức chỉ ít cường đại không chỉ gấp hai. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Giang giật suýt chút nữa thì khóc, đồ vật của mình căn bản không ngừng chính mình khống chế, hắn trông mong muốn dựa vào lấy thần tàm ngưng kết thần phách đột phá bán thần, lại bị thất thải hồn thương đoạt, cái này khiến hắn buồn bực kém chút thổ huyết. Giang, Giang giật, đây là cái gì y thiền trong đôi mắt đều là chấn kinh, chỉ vào giữa không trung lơ lửng thất thải hồn thương, nàng cảm giác phi thường khủng bố, cái này thất thải hồn thương giống như hướng nàng công kích, nàng khẳng định ngăn không được hội hồn phi phách tán. Ta cũng không biết là cái gì, Giang giật trợn trắng mắt, giờ khắc này thất thải hồn thương lại có thể khống chế. Nhưng hắn lại có chút không dám đem nó thu vào linh hồn trong thức hải, hắn cảm giác đây là một thanh kiếm hai lưỡi, không bị khống chế kiếm hai lưỡi, thậm chí giờ khắc này hắn đều muốn hủy đi nó. Thất thải hồn thương là năm đó tại huyền thần cung hoàng tuyền lộ chia ra tới, về sau có mấy lần đều không bị khống chế, nếu không phải thất thải hồn thương chưa bao giờ phản vệ qua chủ nhân, hắn giờ phút này tuyệt đối động thủ hủy diệt nó, y thiền mặt mũi tràn đầy đề phòng nói ra vậy nó làm sao lại tự động thôn vệ thần tàm thứ này có linh hồn sao giang giật ta cảm giác rất đáng sợ nếu không chúng ta hủy đi nó a à. đừng sợ giang giật bắt lấy y thiền tay rất khẳng định nói ra thứ này ngoại trừ cướp đoạt linh hồn năng lượng ngoài còn lại thời điểm ngược lại là đều bị ta khống chế y thiền ta cũng không gạt ngươi thứ này là ta chủ linh hồn chia ra tới đoán chừng cùng ta tu luyện công pháp có một chút quan hệ linh hồn ngươi chia ra tới linh hồn ngươi chia ra một cây thần thương y thiền đôi mắt thoáng cái trận to tựa như xem quái vật nhìn xem giang giật lập tức lại hiếu kỳ nói ra công pháp giang giật ngươi tu luyện chính là công pháp gì cái này ta cũng không biết giang giật lại bị đang hỏi hắn cũng không gạt y thiền đại khái đem chính mình khi còn bé bị phong ấn đã thức tỉnh vô danh công pháp sau đó đan điền biến dị linh hồn phân liệt sự tình nói cho y thiền a à, y thiền tựa như nghe thiên phương dạ đàm trầm tư một lát đôi mắt đẹp sáng lên nói, đúng rồi, mẫu thân ngươi không phải lên giới người sao cái này kỳ dị công pháp có phải hay không là ngươi mẫu thân lưu lại. Không biết, Giang giật đôi mắt ảm đạm, thở dài, trên người của ta có rất nhiều bí mật cùng chuyện quỷ dị, có lẽ cũng chỉ có tìm tới mẫu thân mới có thể phá giải. Nhưng mẫu thân tại thượng giới, ta có thể hay không phi thăng cũng không biết, coi như có thể phi thăng cũng không nhất định có thể tìm đến mẫu thân, đời này tử không biết rõ còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Giang giật, người thật đáng thương nha, Y thiền mẫu tính quang mang phát tác, có chút thương tiếc nhìn qua giang giật, hai cái xinh đẹp tay nhỏ đưa tới bắt lấy giang giật tay muốn cho hắn một tia ấm áp, giang giật phản bắt lấy tay của nàng, một tay lấy y thiền kéo tới kéo nói, ta không đáng thương, có thể có được các người đời này ta rất thỏa mãn, nhân sinh không như ý 89 phần 10, ngao lư nói rất đúng, mọi thứ không muốn quá quá nghiêm khắc, không thẹn với lương tâm là đủ. A, à, y thiền thân thể mềm mại run lên, bản năng nghĩ kháng cự thoáng cái, cũng rất sắp bị giang giật lời nói mê say, nàng ngửa mặt nhìn qua giang giật kia như đau gọt mặt khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý đúng a à, nhân sinh quá quá nghiêm khắc hoàn mỹ vậy sẽ rất mệt mỏi giang giật trên người có rất nhiều ưu điểm cũng có một chút khuyết điểm tỉ như hoa tâm nữ nhân rất nhiều điểm ấy nàng kỳ thật một mực canh cánh trong lòng bất quá nghĩ đến giang giật như thế ưu tú không làm cho nữ hài tử thích đó là không có khả năng chính mình lòng cao hơn trời không giống thích hắn sao huyền đế năm đó cũng có rất nhiều nữ nhân chiến đế bắc đế thú đế tả đế, cái nào trí cường giả cùng kiêu hùng không có tam thê tứ thiếp. Ai, nữ nhân liền là tiện A, à. y thiền đột nhiên có chút tự diếu, phổ thông bình thường nam nhân các nàng không nhìn chúng, tốt nam nhân ưu tú mỗi nữ nhân muốn đoạt lấy, kết quả những nam nhân này đều là hoa tâm đại la bạc, cuối cùng chỉ có thể làm oan chính mình, cái này sợ là sở hữu nữ nhân bệnh chung đi. Trong trầm tư, nàng đột nhiên phát hiện giang giật đầu thấp xuống, miệng rộng phi thường bá đạo ngậm lấy chính mình môi đỏ, đồng thời đại thủ cũng rất thô lỗ thăm dò vào nàng trong váy dài. A, à, y thiền linh hồn run lên, thân thể mềm mại bản năng vặn vẹo, nhưng giang giật giờ khắc này tựa như một cái bá đạo quân vương, một cái tay nắm cầm của nàng cưỡng ép tác hôn, một cái tay khác cũng tại nàng trong quần áo tìm tòi, để nàng toàn thân run rẩy không thôi. Chậm rãi y thiền không phản kháng, cũng bị giang giật trên thân mãnh liệt giống được khí thức mê say, toàn thân trở nên mềm nhún, nàng bị ép tiếp nhận giang giật bá đạo cho, toàn thân cũng bị một cái đại thủ sờ soạng cái thấu thẳng đến nàng phát hiện bộ ngực mình mát lạnh, áo lót bị kéo ra mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nâng lên khí lực toàn thân đẩy ra giang giật, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy ra, tại cửa gian phòng mới giận dữ nhìn lướt qua giang giật nói, người xấu, không có đại hôn ngươi mơ tưởng làm loạn, y thiền cũng không phải tùy tiện nữ tử. Hắc hắc, giang giật vẫn chưa thỏa mãn vươn tay tại trên mũi người người nói, tiểu thiền nhân huynh suy nghĩ nhiều, ta cũng liền tùy ý mạc mạc, ca cũng không phải người tùy tiện. Phi, chương 1199, để ngươi thôn vệ trọn vẹn. Thần tam không còn, Giang giật chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, thế nhưng là hắn đem huyền thần cung bảo tàng lật ra một mấy lần, ở bên trong có thể tìm tới vô số binh khí bảo vật, cũng rất ít linh dược, có lẽ là thời gian quá xa xưa, rất nhiều linh dược không cách nào bảo tồn đều mục nát. Đúng rồi, Hoàng Tuyền Lộ, Giang giật đột nhiên vỗ đầu một cái, huyền thần cung bên trong hoàn toàn chính xác không có linh dược, nhưng lại có linh hồn đại bổ phệ hồn ngạc, hắn thất thải hồn thương liền là tại hoàng tuyền lộ chia ra tới lúc ấy chủ linh hồn tăng trưởng tốc độ quá nhanh quá nhanh tiểu thiền đi sang giật kêu một tiếng hai đạo bạch quang hiện lên hai người ra trên hoàng tuyền lộ khi thiền quét qua cảnh sát chung quanh lập tức thả ra lôi điện cái này hoàng tuyền lộ phệ hồn ngạc thế nhưng là phi thường khủng bố ha ha yên tâm sẽ không công kích ngươi bốn phía không ngừng vang lên tiếng xé gió sang giật phung tay lên phệ hồn ngạc toàn bộ hướng hắn điên cuồng vào tới liên tục không ngừng bắn vào mi tâm của hắn bên trong chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã có mấy trăm con vệ hồn ngạc vọt vào nhưng không có một cái công kích y thiền a à, y thiền đôi mắt đẹp lóe lên giang giật làm cái gì vậy nhiều như vậy phệ hồn ngạc xông vào linh hồn bên trong linh hồn của nàng có thể chịu được coi như hắn có thể chịu nổi hắn đây là chính mình tìm khó chịu sao rất nhanh giang giật cho hắn giải thích thất thải hồn thương bắn ra chủ động ở bên ngoài truy đuổi phệ hồn ngạc bởi vì Giang Giật phát hiện để phệ hồn ngạc tiến vào linh hồn trong thức hải, hắn chủ linh hồn phân đến năng lượng quá ít quá ít, cái này thất thải hồn thương liền là một kẻ lưu manh, gặp linh hồn năng lượng tự đoạt, mà lại tốc độ so chủ linh hồn nhanh lên gấp trăm lần. Ngươi như vậy thích thôn phệ, liền để ngươi thôn phệ trọn vẹn đi. Giang Giật rất im lặng thở dài, cũng không đi quản chủ linh hồn, để thất thải hồn thương vây quanh thân thể bay loạn, đem từng đầu phệ hồn ngạc đánh nát đem bên trong năng lượng thôn phệ, hắn muốn nhìn một chút cái này thất thải hồn thương đến tột cùng muốn thôn phệ tới khi nào. Phệ hồn ngạc, toàn bộ tới. Giang giật có thể khống chế huyền thần cung cấm chế, tự nhiên có thể nhẹ nhõm triệu tập trên hoàng tuyền lộ sở hữu phệ hồn ngạc. Mặc dù cái này huyền thần cung nội quan thẻ chia làm ba loại độ khó, kỳ thật đều là tại một cái kỳ dị trong không gian, vượt qua người không biết mà thôi. Cũng tỉ như cái này hoàng tuyền lộ tụ có ba đầu, đều tại cái này trong không gian, phong đô thành cũng có ba tòa, cũng tại hạ một cái trong không gian, ở giữa đều có cấm chế ngăn cách, vượt quan người không phát hiện được thôi. Giang giật đem hoàng viền lộ bên trong tất cả phệ hồn ngạc đều hướng bên này triệu tập mà đến, hắn tùy thời có thể dùng khống chế phệ hồn ngạc ngừng công kích, sở dĩ không có chút nào lo lắng nguy hiểm. Y thiền lại bị hù dọa, nhìn thấy lít nha lít nhít như châu chấu trông không đến cuối phệ hồn ngạc, nàng vội vàng đứng tại giang giật sau lưng hai tay khẩn trương bắt hắn lại cánh tay. Hắc hắc, đừng sợ, cái này huyền thần cung tất cả mọi thứ ta đều có thể khống chế giang giật quay đầu mỉm cười đưa tay ôm y thiền đi qua vừa rồi huyền đế trong các tiếp xúc thân mật hai người trong lúc vô hình quan hệ tiến thêm mấy phần y thiền lần này không có kháng cự chỉ là tò mò nhìn thất thải hồn thương tại thiên không bay múa đem vào tới vệ hồn ngạc đánh giết nghi hoặc hỏi giang giật ngươi đang làm gì ngươi đem những này xấu xí quái vật đánh chết về sau vượt quan người làm sao vượt quan a ha 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 yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh quả nhiên là số không giang giật hí ngược vươn một cái tay tại y thiền trên mũi bóp nói tiểu thiên Ngươi làm sao đần như vậy huyền thần cung trong tay ta, ai lại còn có thể vượt quan cho dù có quen thuộc thế hệ trẻ tuổi muốn vượt quan lịch luyện. Cái này hoàng tuyền lộ cấm chế theo thời gian trôi qua có thể tự động sinh ra phệ hồn ngạc, không thể không nói huyền đế thật là kỳ tài ngút trời a. À. Ta gọi tiểu thiện, không gọi tiểu thiền nhi, y thiền trợn trắng mắt, lập tức lại cao mũi một cái tức giận nói ra, còn có, đây là phụ hoàng ta cùng ra ra mới có thể kêu, không cho phép ngươi gọi. Ha 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 ha. Giang giật ngửa mặt lên trời cười to không thôi, ai có thể muốn lấy được danh mãn thiên hạ y thiền sẽ như một đứa bé nũng nịu ngữ khí còn như thế ngây thơ. Nàng bình thường cùng ngoại nhân nói lúc nào không phải lạnh băng băng xa cách Giang giật giờ khác này không hiểu tự hào, có thể chinh phục thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, có thể làm cho nàng ở trước mặt mình nũng nịu, cái này đổi lại trên đời này bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tự hào a. À. Bên này hai người anh anh em em nói lời tâm tình, bên kia thất thải hồn thương đã thôn phệ ít nhất gần ngàn phệ hồn ngạc, phía trên thất thải quang mang càng ngày càng sáng, đều đem mở tối hoàng tuyền lộ chiếu lên một mảnh sáng rực, thất thải hồn thương cũng bắt đầu thu nhỏ, tựa hồ chuẩn bị tiến hóa. Giang giật ngược lại là đối thất thải hồn thương cũng không có quá lớn chờ mong, hắn để thất thải hồn thương thôn phệ, là muốn cho nó thôn phệ đầy đủ, không còn cùng chủ linh hồn tranh đoạt năng lượng. Hắn có đồ thần trảm, có biến dị hỏa long kiếm, nội tâm muốn nhất chính là đột phá bán thần, để thần khí cùng cửu tinh đạo văn uy lực gia tăng, còn như cái này thất thải hồn thương uy lực coi như gia tăng một chút ý nghĩa cũng không lớn, bán thần có thần phách, công kích linh hồn gần như không có hiệu quả. Tiểu Thiên, người nói hình mộng uyển có khả năng hay không là phía sau màn hắc thủ A Thiên Minh Tông tại sao lại có thần khí thần khí này từ đó sao là dù sao vô sự, giang giật ôm Y Thiền ngồi tại ven đường trên đồng cỏ, để nàng phân tích một chút. Y Thiền tựa ở giang giật trên thân, đưa tay đùa bỡn giang giật tóc đỏ, đôi mắt lấp lóe trầm tư một lát nói ra, Thiên Minh Tông hoàn toàn chính xác có rất nhiều nghi điểm thần khí này làm sao tới, đoán chừng chỉ có bọn hắn biết rõ. Bất quá ta không nghĩ ra là, nếu như là bọn hắn, làm như vậy có chỗ tốt gì để nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, để nhân tộc chết đi mấy tỷ người, đối thiên minh tông cũng không có chỗ tốt, trừ phi bọn hắn nghĩ nhất thống thiên hạ, thành tựu một cái khổng lồ đế quốc. Ừm, có đạo lý, Giang giật khẽ vuốt y thiền nhu thuận tóc tím, còn thỉnh thoảng cầm tới trên mũi nghe, hắn trầm giọng nói ra, muốn nhất thống thiên hạ, vậy thì nhất định phải để thiên hạ loạn, để cường giả không ngừng chết đi. Ra ra người bọn hắn bị vây ở hắc hải, tội đảo cường giả toàn bộ bỏ mình, lần này vô tận biển sâu chết đi nhiều như vậy bán thần, đây càng lợi cho bọn hắn nhất thống thiên hạ. Kỳ thật ta cảm giác thiên minh tông không muốn tranh bá. Kỳ thiền nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, trong lịch sử cửu đế gia tộc đã từng tao ngộ qua rất nhiều lần nguy cơ, liền nói hơn 20 vạn năm huyết đế đi, lúc ấy huyết đế thực lực phi thường cường đại, năng lực áp cửu đế bên trong bất kỳ người nào, đại lục bị huyết đế huyên náo khói lửa nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn, cửu đế gia tộc bán thần bị đánh chết không ít. Cuối cùng mặc dù đánh chết huyết đế, nhưng đại lục bán thần chết đi vượt qua sáu thành, giống như khi đó thiên minh tông thừa dịp loạn mà lên, nhất thống thiên hạ tỷ lệ phi thường lớn. Gia tộc lịch sử ghi chép thiên minh tông kia một đời tông chủ thực lực không thua gì huyết đế, thiên minh tông bán thần số lượng phi thường khủng bố. Nhưng bọn hắn chẳng những không có tranh bá, ngược lại giúp cửu đế gia tộc trấn áp huyết đế. Giang giật nháy nháy mắt, có chút mê hoặc, y thiền lại nói ra, thiên minh tông rất kỳ quái, bình thường chưa từng xuất thế, nhiều nhất ra một cái thánh nữ cùng cửu đế gia tộc liên lạc một phen, mỗi lần xuất thế đều là đại lục nhân tộc tao ngộ nguy cơ thời điểm đứng ra. Theo các nàng trong lịch sử sở tác sở vi đến xem, các nàng tông phái là một cái rất chính khí điệu thấp tông phái, giống như đứng tại cửu đế gia tộc trên lập trường, cá nhân ta cũng không cho rằng thiên minh tông là phía sau màn hắc thủ, Gia gia của ta nói một câu thiên minh tông tông quy so bất luận cái gì gia tộc đều xâm nghiêm, so với chúng ta cửu đế gia tộc cũng xâm nghiêm rất nhiều. Bọn hắn tông chủ giống như làm loạn, sẽ lập tức bị giết chết mà không phải hạ vị. Cắt cắt chương 1.200, ngừng tụ thần phách, như vậy nghiêm khắc, giang giật mày kiếm vẩy một cái. Phật đế đã từng đã nói với hắn, cửu đế tổ tộc quy phi thường nghiêm ngặt, như cửu đế làm loạn gia tộc trưởng lão có thể đem hắn khu trục gia gia tộc dạng này có thể bảo đảm gia tộc sẽ không ở một vị ngu ngốc tộc trưởng xuất lĩnh dưới đi hướng diệt vong, để gia tộc có thể kéo dài, vinh quang trăm vạn năm. Đại gia tộc đại tông phái trưởng lão đường cuối cùng sứ mệnh, liền là cam đoan gia tộc và tông phái có thể kéo dài, sẽ không bị diệt tộc diệt tông, sở dĩ thập đại ẩn tông cùng cửu đế gia tộc cái này hơn 70 vạn năm mới có thể một mực tồn tại. Một người hai người sẽ mắc sai lầm, nhưng tộc quy sẽ không phạm sai, sở dĩ giống như thiên minh tông tộc quy so cửu đế gia tộc xâm nghiêm, thế hệ này tông chủ căn bản không có tư cách làm loạn, trưởng lão trong môn phái cũng sẽ không để hắn làm loạn. Không phải thiên minh tông vậy sẽ là ai còn có người nào như thế lớn năng lực. Giang giật triệt để mơ hồ, đại lục có được thế lực cường đại gia tộc rất nhiều rất nhiều, chân chính có thể điều khiển như thế lớn cục diện, chỉ có cửu đế gia tộc, ngao lư, tội đảo, cùng thiên minh tông thiên ẩn tông, còn lại gia tộc và thế lực căn bản không có đủ năng lực này. Cửu đế gia tộc loại bỏ, ngao lư loại bỏ, tội đảo diệt phong, thiên minh tông cũng không phải, chẳng lẽ là thiên ẩn tông không thành thiên ẩn tông là tuyết vực chi vương, thiên ẩn tông đại biểu tuyết vực, ngược lại là có năng lực như thế mới điều khiển đây hết thảy. Không có khả năng, y phiêu phiêu đối thánh hậu có ân, thánh hậu không có khả năng hại hắn. Giang giật triệt để mê mang, sướng sờ ngồi, y thiền quay đầu nhìn hắn một cái nói, giang giật, chớ cho mình lớn như vậy áp lực, nên tới sớm muộn sẽ đến, chúng ta chỉ có tăng thực lực lên, dùng bất biến ứng vạn biến. Ta đoán chừng phía sau màn hắc thủ rất nhanh sẽ lộ ra diện mục thật của hắn, Bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cuối cùng đều phải có đầy đủ lợi ích, tự xem ai thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Giống như có thể cứu ra ra ra, đoán chừng dùng ra ra tại hắc hải tao mộ cùng trí tuệ của hắn, đoán chừng có thể đoán ra ai là phía sau màn hắc thủ. Ừm, Giang giật trùng điệp gật đầu, trầm giọng nói, đem đại ra ra bọn hắn đưa đi tuyết vực về sau, chúng ta lập tức lên đường đi hắc hải, nhất định muốn đem ngươi ra ra cùng phụ hoàng bọn hắn cứu ra. Khi thiền cùng Giang giật đều phi thường kiên định Phật đế doãn đế bọn người không chết, Tại trong lòng hai người Phật đế nhân vật như vậy không có khả năng chết tại nho nhỏ trong hắc hải, lại nói còn có doãn đế giả hậu hiên đế đều là trí cường giả, ai có thể giết chết nàng bọn họ. Ông, bên này hai người nói chuyện phiếm, bên kia thất thải hồn thương đã thôn phệ hơn vạn đầu phệ hồn ngạc. Giờ khắc này thất thải hồn thương đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, nguyên bản ngón út dáng dấp thất thải hồn thương biến thành cây tăm lớn nhỏ, phía trên thất thải quang mang biến mất, thay vào đó là biến thành chín màu, nhiều hắc bạch hai loại nhan sắc, nhìn càng thêm làm người sợ hãi cái này giang giật cùng y thiền nhìn thoáng qua linh hồn đều cảm giác có chút chấn động giang giật còn tốt y thiền lại cảm giác một cỗ kinh khủng dị thường khí thức theo hồn thương bên trên truyền ra tới giang giật đôi mắt rất nhanh phát sáng lên mặc dù hắn không biết chín màu hồn thương uy lực như thế nào nhưng diệt sát lục tinh bán thần hẳn là rất nhẹ nhàng a à. giang giật thương này tiến hóa y thiền miệng nhỏ có chút mở ra giang giật không để ý đến y thiền đôi mắt chỗ sâu một mảnh lửa nóng bởi vì hắn phát hiện chín màu hồn thương không còn chủ động thôn vệ phệ hồn ngạc, lần này hắn rốt cuộc có thể để linh hồn tiến hóa. Suy suy, hắn khống chế chín màu hồn thương phi hành trên không trung, cái này vừa bay lần nữa đem hắn hù dọa, chín màu hồn thương tốc độ thế mà cùng Giang Tiểu Nô không sai biệt lắm, một cái chớp mắt thời gian bay ra ngàn trượng xa, trước kia bay ra ngàn trượng sau hắn tự không cách nào khống chế, giờ phút này lại nhẹ nhõm có thể khống chế. Hai ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng. Cuối cùng chín màu hồn thương tại vạn trượng bên ngoài ngừng lại, tâm niệm không cách nào khống chế, giang giật trên mặt cũng đều là cuồng hỉ. Hồn thương tốc độ ít nhất tăng lên gấp 3, nói một cách khác uy lực cũng tăng lên gấp 3, trước kia thất thải hồn thương có thể diệt sát ngũ tinh cường giả, giờ phút này có thể diệt sát cái gì cấp bậc cường giả giang giật không biết, nhưng coi như cửu tinh cường giả không cách nào diệt sát ít nhất cũng có thể quấy nhiễu kích thương a. Ha ha ha, đồ tốt a, cái này thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn, từ khi cảm ngộ đồ thần trảm về sau, Giang giật tựu căn bản không nghĩ tới tăng lên thất thải hồn thương, giờ phút này uy lực cùng tốc độ gia tăng mạnh như thế, cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ai sẽ ghét bỏ thần thông của mình nhiều đây. Phệ hồn ngạc, tới đi, Giang giật quát khẽ một tiếng, để hồn thương bay vào linh hồn trong thức hải, đồng thời khống chế phệ hồn ngạc liên tục không ngừng xông vào mi tâm của hắn. Những cái kia phệ hồn ngạc bay vào đi nhẹ nhóm bị hồn thương đánh nát, chín màu hồn thương giờ phút này không tại thôn phệ phệ hồn ngạc năng lượng, sở hữu năng lượng để chủ linh hồn nuốt chừng lấy. Tiểu thiên, giúp ta hộ pháp, ta chuẩn bị bế quan ngưng kết thần phách. Giang giật quát khẽ một tiếng, y thiền vội vàng thả ra lôi điện hộ thể, đứng tại giang giật sau lưng chăm trượng, mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Mặc dù trong này rất an toàn, nhưng ngưng kết thần phách phi thường mấu chốt, không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Suy suy, từng cái phệ hồn ngạc liên tục không ngừng bay tới, giang giật chủ linh hồn không ngừng biến lớn, chờ đạt tới cực điểm hậu chủ linh hồn hội sụp đổ, dục hỏa trùng sinh ngưng tụ thành thần phách. Một khi thần phách ngưng kết thành công, Giang giật lại cảm ngộ ba cái vượt qua tam tinh đạo văn, như vậy cửu thiên tinh thần liền sẽ ban cho ba đạo tinh thần chi lực, giúp Giang giật cải tạo thân thể cùng linh hồn, triệt để tiến hóa làm bán thần. Huyền thần cung bên trong phệ hồn ngạc đủ nhiều, cái này hơn 70 vạn năm qua, cấm chế tự động ngưng tạo mấy ngàn vạn đầu phệ hồn ngạc, đừng nói Giang giật một người ngưng kết thần phách, coi như 10 người đều vấn đề không lớn. Đương nhiên, những người còn lại cũng không phải giang giật quái thai này, một cái không tốt hội linh hồn sụp đổ. Thời gian từ từ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, giang giật chủ linh hồn đã thôn vệ hàng ngàn con vệ hồn ngạc năng lượng, chủ linh hồn cũng thay đổi lớn gấp đôi, giờ phút này vẫn còn tiếp tục trưởng thành bên trong. Một canh giờ sau, chủ linh hồn đã biến thành ngón cái lớn nhỏ, rốt cuộc không còn tiếp tục tăng lên, lại tiếp tục thôn vệ mấy trăm con vệ hồn ngạc về sau, chủ linh hồn xuất hiện từng cái từng cái khe hở, chậm rãi vỡ ra a à, giang giật tê tâm liệt phế giống to y thiền lãnh mâu lướt nhìn nghiêm nghị quát to giang giật chịu đựng thủ trụ bản tâm ngưng kết thần phách không cần y thiền nhắc nhở giang giật tâm tính phi thường cường đại thống khổ này mặc dù vượt qua hắn dĩ vãng bị qua cực hạt nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng nội tâm của hắn yên lặng dựa theo y thiền nói tới ngưng kết thần phách biện pháp khống chế sụp đổ linh hồn nhanh chóng ngưng kết chậm rãi giang giật linh hồn bên trong thống khổ dần dần yếu bớt sụp đổ linh hồn chậm chạp ngưng tụ cùng một chỗ dựa theo đặc thù nào đó hình thái ngưng kết giang giật thở dài một hơi bất quá sau một khắc hắn lại bị dọa đến hổ khu chấn động bởi vì chín màu hồn thương cũng đi theo hướng linh hồn thức hải bên trong ở giữa bay đi cuối cùng cùng với những cái kia sụp đổ linh hồn cùng một chỗ ngưng tụ đây hết thảy giang giật chính mình còn không cách nào khống chế chỉ có thể mặc cho bằng linh hồn trong thức hải sở hữu năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ chậm rãi diễn hóa chậm rãi thành hình cuối cùng một cái ngón cái to dài màu đỏ tiểu kiếm ra giang giật linh hồn trong thức hải thất thải hồn thương cùng tất cả năng lượng biến mất, mà thanh này màu đỏ tiểu kiếm cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc, tự ngay cả phía trên hoa văn, cùng trên thân kiếm ba đầu long văn đều giống nhau như đúc. Lão Thiên, Giang giật xác định tiến hóa hoàn tất, con người đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cũng vô cùng đáng tiếc. Như thế cường đại chín màu hồn thương lại bị chủ linh hồn nuốt chửng lấy vừa mới hắn còn lớn hơn vui coi là có được một loại mạnh mẽ hữu lực công kích thần thông, lại biến mất không thấy, cái này thay đổi rất nhanh cũng quá nhanh đi. Giang giật, làm sao? Y thiền khẩn trương nhẹ giọng dò hỏi, nhưng lúc này cửu thiên tri thượng năm đạo thần quang bắn xuống, xuyên thấu hư không khe hở bắn vào huyền thần cung bên trong, cuối cùng dùng tốc độ khủng khiếp chui vào giang giật trong thân thể. Y thiền phía trước lời còn chưa nói hết, giờ phút này thân thể mềm mại run lên đầy mắt chấn kinh ngạc hoảng sợ nói, năm đạo tinh thần chi lực đột phá bán thần không phải ba đạo sao giang giật trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trường 1201, Hắc Hải Bí Cảnh Giang giật cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, kia năm đạo tinh thần nguyên lực bắn vào về sau, ba đạo đi chín khỏa tinh thần bên trong, một đạo tản vào toàn thân, cùng nhau tiến vào linh hồn. Một khắc này toàn thân hắn đều tựa như trong ngày mùa đông ngâm mình ở trong suối nước nóng, từ đầu thoải mái đến chân. Hắn phát hiện thân thể lại một lần nữa thuê biến, linh hồn cũng biến thành càng thêm ngưng thực, loại sửa đổi này cũng như ngày đó luyện hóa khốn long thảo lúc phi thường triệt để, cũng vô cùng làm người ta thoải mái dễ chịu. Đáng tiếc thuế biến thời gian rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một nén nhang giang giật toàn thân tự khôi phục lại, hắn cẩn thận thấy bên trong mấy lần thân thể cùng linh hồn, xác định không có phát hiện vấn đề sau mở mắt. Giang giật, chúc mừng ngươi đột phá bán thần, mặc dù y thiền mặt mày bên trong có rất nhiều kinh nghi, nhưng thiên địa ban cho ba đạo tinh thần chi lực đây là đột phá bán thần mới có vinh hạnh đặc biệt, bình thường coi như cảm ngộ cửu tinh đạo văn, cũng chỉ là ban cho một đạo, giang giật cái này còn ban cho năm đạo. Giang giật nhẹ gật đầu, hắn đã đột phá bán thần điểm ấy không cần hoài nghi vấn đề ngay tại ở chín màu hồn thương tại sao lại bị dung hợp đi vào hắn trầm tư một lát dò hỏi tiểu thiền bán thần thần phách là cái dạng gì cái này a à. y thiền nghĩ nghĩ giải thích nói cơ bản đều là hoa mai hình dáng vẻ đương nhiên cũng có một số ít là hình thoi dáng vẻ không có cái khác bộ dáng giang giật nhíu mày vấn đạo y thiền lắc đầu nói cụ thể ta cũng không biết ta chỉ là nhìn qua gia tộc một quyển sách thôi giang giật ngươi thần phách không phải như vậy ừm um. Giang giật gật đầu nói của ta thần phách là một thanh kiếm. Hắn cũng không có giải thích cặn cái thần phách là tiểu bản hỏa long kiếm, càng không có nói chín màu hồn thương bị thôn phệ, như thế hội dọa sợ y thiền, chính mình tại y thiền trong mắt cũng triệt để trở thành quái vật. Ông, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nhìn chằm chằm quét mấy lần, nội tâm đều là kinh nghi, hết thảy hết thảy đều cùng thanh kiếm này cùng vô danh công pháp có quan hệ, trong này khẳng định ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật, chỉ là hắn còn không cách nào được biết thôi. Đi thôi, hồi trở lại kính nguyệt hồ trầm tư một lát giang giật thu hồi hỏa long kiếm trong mắt lóe lên một đạo quang mang nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác có lẽ phát sinh ở trên người hắn để hắn khốn hoặc rất nhiều năm bí mật chẳng mấy chốc sẽ mở ra nửa tháng sau huyền thần cung ra tuyết vực bên này không gian ổn định sở hữu không thể tiếp tục độn thiên giang giật chỉ có thể khống chế huyền thần cung một đường bay đi hắn tại vô tận biển sâu ngăn cản hai tộc đại chiến cùng chém giết tà đế sự tình cũng đã sớm truyền về tuyết vực trong lúc nhất thời sở hữu tao mộ huyền thần cung tuyết vực võ giả nhao nhao chạy trốn, sợ chọc giận tên sát tinh này. Phục hổ tông, đường đao tộc còn có mãnh tượng tộc hỏa ly tộc hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thánh sơn bên kia kiến tạo hai tòa mới thành, kia là giang giật người. Giang giật lại trở về, giống như hắn tại cái này định cư, toàn bộ tuyết vực đều muốn nhìn hắn sắc mặt hành sự, bọn hắn những này đã từng chiêu chọc qua hắn người thời gian khẳng định sẽ rất khổ sở. Hai tòa thành trì, đến thánh sơn phụ cận về sau, Giang giật thần niệm quét qua nhịn không được cười lên, tội đảo cùng đông hoàng cửu đế gia tộc đối địch mấy chục vạn năm, lại liên tiếp cùng một chỗ sinh hoạt ở lại, cái này nhìn rất buồn cười cùng hoang đường. Bất quá tội đảo đã hủy diệt, y ra lần này cũng không có tại liên quân bên trong, chắc hẳn tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên bọn người cũng không còn như giận chó đánh mèo y ra đi. Tiểu thiên, ta trước đưa người đi thiên y thành xem một chút đi, người tam đệ trong thành. Giang giật hướng y thiền hỏi một tiếng, gặp nàng nhẹ gật đầu, hắn khống chế huyền thần cung hướng y ra chỗ thành trì thiên y thành bay đi, đến thành trì sau đem y thiền đưa ra ngoài, lập tức lại hướng mặt khác một tòa thành trì bay đi. Mặt khác một tòa thành trì tên gọi thần tứ thành, là kỷ niệm thần tứ bộ lạc chỗ lấy, giang giật đến thành trì đem tất cả mọi người truyền tống ra. Từ đồ nhất niệm cùng vân phỉ phân biệt nhào vào tiền vạn quán cùng vân thiên kình trong ngực nghẹn ngào khóc giống, thanh ngư nam cung khinh linh phượng loan thì hướng giang giật bọn người bay tới, Chiến nhất minh tiền quỹ nhìn xem còn lại không nhiều hai gia tộc người không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Tô hành tô chiết hai vị vương ra lúc đầu nhìn thấy tô như tuyết muốn tới đây kéo kéo quan hệ, nhưng tô như tuyết nhưng căn bản không nhớ rõ hai người. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên bọn người trầm mặc không nói, cùng giang giật tới một cái gấu ôm, về sau nhìn nhau không nói gì. Hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu đám người cũng không có yêu cầu giang giật cho bọn hắn đi báo thù, mà lại yên lặng đem cừu hận để ở trong lòng hai người gần nhất tu luyện phi thường khắc khổ, Hoàng Phủ Đào Thiên đã đến lần danh đột phá, hai người cùng còn lại 13 con em của gia tộc bí mật lập xuống lời thề, nhất định báo biển máu này thâm cừu. Lần này chiến gia cùng bác gia là quân chủ lực, rất hơn nửa thần cũng là hai người tự tay đánh chết, nhưng chiến vô song nhưng lại là chiến gia con em, giờ phút này chiến gia người còn sinh hoạt tại thần tứ thành. Trong này ân oán tình cừu trong lúc nhất thời phi thường phức tạp, để giang giật có chút đau đầu. Tại thần tứ thành ở hai ngày, giang giật đi một chuyến thiên ẩn tông gặp mặt thánh hậu thánh hậu không có cũng không có nói cái gì đối với cục thế bên ngoài còn không có giang giật hiểu rõ tinh tường nàng chỉ nói cho giang giật một sự kiện chỉ cần nàng không chết nàng liền có thể giúp giang giật giữ vững hắn người còn lại sự tình nàng không quản được tông quy cũng không cho phép nàng quản hết thảy còn được dựa vào giang giật chính mình lần nữa qua ba ngày giang giật quyết định lên đường lần này hắn không có mang quá nhiều người huyền thần cung năng lượng quá yếu Bên trong cũng không an toàn, còn không bằng Tuyết vực an toàn. Tuyết vực có bất kỳ dị động thánh hậu sẽ biết, nếu có nguy hiểm nàng sẽ đem tất cả người truyền tống vào Thiên ẩn tông, dùng Thiên ẩn tông cấm chế cường độ, coi như Bắc đế chiến đế cùng đi cũng không phá nổi. Hắn chỉ mang theo Giang tiểu nô tiểu phỉ cùng Y Thiền, Doãn Nhược Băng còn đang bế quan, hắn liền để nàng tiếp tục tại Huyền đế trong các ở lại. Mang lên Giang tiểu nô cùng tiểu phỉ là bởi vì các nàng thực lực rất mạnh, hắn đã đáp ứng hai người về sau không còn bỏ xuống các nàng. Y Thiền lại là cố chấp lấy muốn theo tới, Giang Giật cũng không có cách nào. Còn có một việc để Giang Giật thật bất ngờ, âm đế cùng Trần ra người giờ phút này ngay tại Thiên Y Thành nội, kia hai cái song bào thai tỉ muội đường tuyết đường yên còn bị mang đến, nhìn thấy Giang Giật khóc đến cái kia tê tâm liệt phế A, đem Y Thiền tức giận đến không được. Sở dĩ tại Y Thiền đưa ra muốn đi hắc hải lúc, hắn cũng không dám làm sao cự tuyệt. Giang Giật, đây là hắc hải địa đồ, bất quá rất giản lược. Kính Nguyệt Hồ trong đình, Y Thiền lấy ra một phần địa đồ, giải thích cặn kẽ nói, trong hắc hải có rất cường đại yêu thú, yêu hoàng ít nhất có 10 con, mà lại những này yêu hoàng đều có được kịch độc, vẫn là vô cùng tà ác kia một loại. Nghe nói tối cường yêu hoàng thực lực nhưng so sánh bát tinh cường giả đi, trong hắc hải nguy hiểm nhất hẳn là ba cái tự nhiên bí cảnh, theo ta được đến tư liệu cùng suy đoán, ra ra phụ hoàng giả hậu hiên đế doãn đế các nàng hẳn là ngay tại trong đó một cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh, giang giật lông mày nhíu lên, nhìn kỹ vài lần địa đồ, nhìn trên bản đồ đánh dấu ba cái bí cảnh, hỏi bí cảnh bên trong có cái gì các ngươi gia tộc có hay không tư liệu. Không có, Y Thiền rất khẳng định nói ra, hắc hải tam đại bí cảnh, cửu đế gia tộc cái này mấy chục vạn năm qua một mực có người đi dò xét, nhưng tất cả mọi người trở ra đều không tiếp tục ra. Lần này ra ra phụ hoàng bọn hắn tiến vào, cũng tương tự chưa hề đi ra. Người gia tộc tình báo phán đoán ra ra người bọn hắn hẳn là tiến vào cái nào bí cảnh giang giật lại dò hỏi, y thiền chỉ vào ở giữa một cái bí cảnh nói ra, hẳn là cái này, phụ hoàng bọn hắn liền là tiến vào cái này bí cảnh. Giang giật trong mắt tàn khốc lóe lên, quát lạnh nói tốt, vậy chúng ta cũng vào cái này, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. chương 1202, Hắc Ngư Hải yêu. Hắc Hải không lớn không nhỏ, so hoang vu đông hải đại bên trên một chút, so huyết dạ hung hải lại muốn nhỏ hơn một chút, cùng vô tận biển sâu ngược lại là không có cách nào so. Nơi này tại mấy chục vạn năm trước tự người ở tuyệt tích, nơi này yêu thú đều có độc, cùng nhân tộc triệt để là tử đối đầu, một khi có người tiến vào bọn chúng cái gì cũng sẽ không nói liền sẽ công kích. Nơi này trên biển còn hàng năm quay quanh lấy có độc sương mù, coi như bán thần không cẩn thận cũng dễ dàng trúng độc, mà lại độc này còn phi thường bá đạo, sở dĩ trừ phi tên điên người bình thường cũng sẽ không tới đây xông xáo Hắc hải khu vực đông bộ, không gian kịch liệt chấn động, lập tức một tòa cử đại cung điện bay ra, cũng không phải là giang giật không muốn độn thiên, mà là hắn phát hiện nơi này không gian cũng phi thường vững chắc, độn thiên tốc độ quá chậm, không bằng bay thẳng đi. Hắn thần niệm bốn phía quét qua, lại cầm qua y thiền địa đồ so sánh một phen, gật đầu nói, đã đến hắc hải, bay đến ở giữa cái kia bí cảnh cửa vào dự tính muốn bảy ngày thời gian. Y thiền nhẹ gật đầu, sẵn dò, giang giật chú ý một chút, nơi này yêu thú hội tùy thời công kích, người tuyệt đối không nên đụng chạm những cái kia không chung bay tới độc vụ, những cái kia độc tố hội lặng yên vô tức thẩm thấu vào thần thuẫn bên trong, mặc dù ngươi có huyền thần khải, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giang Tiểu Nô ở bên cạnh mở miệng nói: "Thiếu gia, có yêu thú gọi ta ra ngoài, ta không sợ độc." Ngươi không sợ độc? Giang giật kinh ngạc nhìn qua Giang Tiểu Nô, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao ngươi biết ngươi không sợ độc?" "Ta cũng không biết, liền là cảm giác không e ngại những cái kia độc vụ, tại vô tận biển sâu ta sau khi biến thân, thiên thiên tìm tới mấy loại độc vụ ta đều vô sự đâu, những cái kia độc vụ không cách nào thẩm thấu vào bên trong thân thể của ta." Giang Tiểu Nô có chút tự ngạo nói: "Tiểu nô, ngươi thật lợi hại." y thiền kéo qua giang tiểu nô tay thật lòng thuật lại khen giang tiểu nô đơn thuần như một tấm giấy trắng tất cả mọi người rất thích nàng phát ra từ nội tâm yêu thương nàng cái này mặc vô tộc đến cùng là thần thánh phương nào a à, như thế biến thái giang giật âm thầm kinh hãi ngao lư cũng đã nói giang tiểu nô có thể không phải thiên tinh giới chủng tộc kia chỉ có thượng giới cường hoành chủng tộc hẳn là y phiêu phiêu theo thượng giới mang về mục đích không nói mà thôi cho giang giật làm bảo tiêu bảo hộ hắn an nhàn vượt qua cả đời Giang giật ngược lại là không nghĩ tới để Giang Tiểu Nô đi mạo hiểm, hắn có thần khí cái này hắc hải yêu thú tối cường mới có thể so bát tinh cường giả, không đủ gây sợ, coi như nhưng so sánh cửu tinh cường giả cũng không giết được hắn. Ông, trong lúc nói chuyện phía ngoài cấm chế có chút sáng lên, Giang giật thần thức vội vàng quét ra đi, nhìn thấy phía dưới mấy vạn cây hắc tiến phóng tới, liên tục không ngừng đập nện tại huyền thần cung vòng bảo hộ phía trên. Kia là một đám hắc ngư, toàn thân đen nhánh, con mắt tỏa sáng, trên lưng có gai nhọn, hình thể cũng không lớn chỉ có cao vài trượng một đầu công kích lại nhưng so sánh yêu đế trọng yếu nhất chính là bọn chúng phun ra hắc tiến đều có kịch độc tại ăn mòn huyền thần cung cấm chế quả nhiên rất bá đạo huyền thần cung năng lượng không nhiều giang giật cũng không dám dạng này lãng phí hắn cùng y thiền tiểu nô tiểu phỉ bàn giao một câu thân thể truyền tống ra ngoài hỏa long kiếm xuất hiện cũng không phóng thích cường đại đạo văn tiện tay bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long phanh 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 hôm nay hỏa long kiếm cũng không phải năm đó hỏa long kiếm, mặc dù là tùy tiện mấy vạn đầu tiểu hỏa long uy lực cũng rất hãi nhiên, phàm là bị hỏa long đánh chúng hắc ngư lập tức nổ thành thịt nát, hải thủy mạn thiên bắn ra, sóng biển hướng nơi xa cuồng dũng tới, toàn bộ mặt biển nước biển đều giảm thấp xuống 10 trường. Ô ô, hải ngư phát ra một trận rên rỉ, nhưng căn bản không sợ sinh tử, điên cuồng hướng giang giật phóng tới, đầy trời hắc tiễn phóng tới, cũng cảm giác phía dưới là trăm vạn cung tiễn thủ đại quân. Đi, Giang giật mở ra long viêm thần thuẫn, bị đánh trúng mấy chục tiến, cảm giác đồng dạng năng lượng bị ăn mòn quá nhanh, lập tức cũng không dám ham chiến, một đường đổ sát một đường hướng phía trước bay đi. Hắn đột phá bán thần, tốc độ rất khả quan, đương nhiên cùng Giang Tiểu Nô vẫn là không có cách nào so. Thân hình hắn như điện một bên hướng trên không trung bay đi, không muốn cùng những nảy yêu thú dây dưa. Độc phụ, ai ngờ bay lên mấy trăm trượng, hắn liền thấy nơi xa một đoàn hắc phụ cấp tốc bay tới, mà lại hắn hướng bên nào bay, độc vụ tự hướng bên kia phiêu, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía dưới bay đi, độc vụ thoáng cái tự không đuổi. Nơi này rất quái thật đấy, Giang giật buồn buồn một đường bay đến, hỏa long kiếm liên tục không ngừng đánh xuống, đổ sát lấy hắc ngư, để hắn thật buồn bực chính là. Cái này hắc ngư tựa hồ vô cùng vô tật, luôn luôn không giết xong. Hắn bay gần nửa canh giờ, phía dưới hải vực còn có liên tục không ngừng hắc ngư vào tới, phía sau hắn hải vực đã tiên huyết nhuộm đỏ, cái này hắc ngư mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, rất gai mũi, truyền khắp phương viên vạn lý hấp dẫn càng nhiều hắc ngư vọt tới một canh giờ nửa ngày một ngày đêm xuống hắc ngư vẫn là giết không hết giang giật có chút nhức cả trứng tốc độ của hắn không được dạng này bay xuống đi ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến trong hắc hải tâm nếu như vậy liên tục không ngừng công kích nửa tháng xuống dưới hắn không phải mệt chết không thể tiểu phỉ hắn nghĩ nghĩ có một biện pháp tốt hắn đem tiểu hồ ly cùng giang tiểu nô truyền tống ra vừa ra tới lập tức để tiểu nô biến thân mang theo chính mình đồng thời hắn sớm đem long viêm thần thuẫn triệt tiêu, đem tiểu phỉ ôm vào trong ngực. Lúc này mới quát khẽ nói, tiểu nô mang theo chúng ta tránh né hắc tiến. Tiểu phỉ ngươi phóng thích yêu thuật khống chế phía dưới hắc ngư. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu nô trầm mặc biến thân bắt lấy giang giật bả vai hướng phía trước phi hành bốn phía tránh né phóng tới hắc tiến. Giang giật thì phóng thích hỏa long kiếm công kích thanh lý hắc ngư. Hắc ngư nhiều lắm, không thanh lý một chút tiểu nô cùng tiểu phỉ sẽ rất nguy hiểm. Ông, tiểu phỉ biến thân, sáu đầu cái đuôi lay động một cỗ dị hương tràn ngập mà đi, giang giật đều nghe có chút thất thần, cũng may tiểu hồ ly cái đuôi quét thoáng cái cái mũi của hắn, hắn lập tức giật mình tỉnh lại tiếp tục công kích. Ô ô, hắc ngư cảnh giới cũng không cao, bị mùi thơm tràn ngập sau lập tức ngừng công kích, u u con người trở nên mờ mịt, rõ ràng bị mị hoặc. Tiểu hồ ly vung lên đáng yêu đầu hỏi, đại ca ca, muốn hay không đem những này hắc ngư triệt để khống chế rất dễ dàng. Tốt, tiểu phỉ làm cho gọn gàng vào, giang giật nhẹ gật đầu, có thể khống chế kia là tốt nhất rồi, có thể để hắc ngư mở đường, bọn hắn đều không cần động thủ. Tiểu hồ ly đạt được giang giật tán thưởng, đôi mắt nhỏ đều cười thành vành trăng khuyết, tiếp tục phóng thích mùi thơm mị hoặc. Ô ô, vẻn vẹn người hơi thời gian, phía dưới những cái kia bị mị hoặc hắc ngư đều do kêu một tiếng, u lục con người biến thành màu đỏ, tiểu hồ ly cũng đắc ý ngửa đầu nói ra tốt, đây đều là nô lệ của ta. Để bọn hắn mở đường, thanh lý yêu tộc. Giang giật nhìn thoáng qua bị mị hoặc hắc ngư ít nhất có hơn 10 vạn, cho tiểu phỉ giơ ngón tay cái lên, Tiểu phì càng thêm vui vẻ, một bên khống chế hắc ngư tiến lên công kích vào tới yêu tộc, một bên tiếp tục mị hoặc càng nhiều hắc ngư. "Thiếu ra, những ngày hắc ngư tốc độ thật chậm, vẫn là ta mang ngươi đi thôi, mặc kệ những này hắc ngư." Tiểu Nô nhìn thấy hắc ngư tốc độ bất quá là thượng giai thiên quân tốc độ, hơi không kiên nhẫn nói. "Không vội." Giang giật khoát tay áo nói, "Cái này hắc hải rất tà môn, chúng ta không thể mạo muội xâm nhập, nếu không rất dễ dàng cùng Phật Hoàng bọn người đồng dạng một đi không trở lại." Trước hết để cho tiểu phỉ khống chế tận khả năng thêm yêu thú đi, các loại chờ quan sát mấy ngày tình huống lại nói. Một canh giờ sau, hắc hải bên trên xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị hình tượng, hai người nhân tộc cùng một cái tiểu hồ ly đứng tại một đầu to lớn hắc ngư trên đầu, mà bốn phía phương viên trăm dặm đều là hắc ngư hải yêu, khoảng chừng hơn trăm vạn. Những này hắc ngư trùng trùng điệp điệp như một cái thiết huyết đại quân hướng trong hắc hải tâm phóng đi, phía trước chỉ có xuất hiện yêu thú, những này hắc ngư đều sẽ cùng nhau tiến lên đem yêu thú xé rách thành phấn vụn chương 1203, Hắc Hải bá chủ. Một đầu Hắc Ngư lực công kích có hạn, nhưng nếu như là trăm vạn đầu vậy liền rất đáng sợ. Hắc Ngư trong miệng bắn ra Hắc Tiến có độc, coi như tao ngộ cường đại Hải yêu cũng có thể ăn mòn phòng ngự của bọn nó, để bọn chúng chúng độc, chậm rãi đánh giết. Ba ngày qua này Giang giật tự dựa vào Hắc Ngư đánh chết, ít nhất mấy chục con yêu đế cấp bậc Hải yêu. Ba thiên hạ đến, Giang giật đối với Hắc Hải cũng có sự hiểu biết nhất định, nơi này kinh khủng kỳ thật không phải Hải yêu mà là độc vụ nhất là trong nước thỉnh thoảng hội toát ra từng đoàn từng đoàn hắc phụ vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước, để cho người ta khó lòng phòng bị. May mắn có Giang Tiểu Nô ở bên người, bằng không hắn không có việc gì tiểu phỉ có thể trúng độc, mặc vũ tộc giác quan phi thường linh mẫn, tốc độ quá nhanh, Giang Tiểu Nô biến thân thời gian cũng phi thường lâu, tùy ý có thể biến thân 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không suy yếu. Thiếu ra, tới một cái đại gia hỏa, lúc xế chiều, Giang Tiểu Nô đôi mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo quát khẽ, Tiểu Phỉ cảm thấy cường đại yêu thú khí tức, có chút bất an tại Giang Giật trong ngực vặn vẹo. Giang Giật hỏa long kiếm xuất hiện, đem Tiểu Phỉ giao cho Tiểu nu nói bảo hộ Tiểu Phỉ. Cái này yêu hoàng ta đi thử một chút tay, nhìn xem đột phá bán thần về sau đồ thần trả uy lực như thế nào. Tốt, thiếu gia cẩn thận. Giang Tiểu Nô mang theo Tiểu Phỉ bay vụt lên giữa không trung. Giang Giật tiếp tục đứng tại một đầu to lớn hắc ngư trên đầu, con mắt có chút nheo lại nhìn về phía trước, chờ đợi lấy yêu hoàng xuất hiện. Hô hô nơi xa tiếng gió kêu khóc, từng đạo trùng thiên hắc khí che khuất bầu trời gào thét mà đến, yêu hoàng còn tại ngoài trăm dặm, bên kia bầu trời tự bị hắc vân che đậy. Giang giật con mắt híp chặt hơn, mặc kệ chiến lực như thế nào cái này yêu hoàng độc nhất định rất khủng bố, hắn quát to tiểu nô, lại lui ra phía sau 50 dặm, tiểu phỉ khống chế hắc ngư công kích yêu hoàng. Tiểu nô màu xanh sấm cánh chấn động, thân hình như điện hướng về sau mặt thối lui, tiểu phỉ trên thân sáng lên hào quang màu phấn hồng, sở hữu hắc ngư động, hóa thành từng đầu hắc tiến hướng phía trước phóng đi, còn không có tới gần phía trước hắc vân tự nhau nhau bắn ra độc tiến. Nhưng này ta độc tiến xuất vào hắc vân bên trong đều không có bất kỳ cái gì tiếng vang, tựa như bùn trôi vào biển, bọt nước đều không có bốc lên một cái. Khoảng cách hắc vân vạn trượng khoảng cách, giang giật hai chân đạp mạnh thân thể phóng lên tận trời. Lơ lửng giữa không trung nhìn qua phía dưới hắc ngư hướng hắc vân phóng đi. Cái này hắc vân thật quỷ dị, thần thức thế mà không thể liếc nhìn. Giang giật trên mặt đều là ngưng trọng, trên người hắn mở ra long viêm thần thuẫn, huyền thần khải phù bên ngoài cơ thể, hỏa long kiếm phát sáng lên, đối mặt không biết nguy hiểm hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Suy suy, phía trước Hắc vân đột nhiên quay cuồng lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bên này cuốn tới, bất quá bành trướng mấy trăm trượng khoảng cách về sau, lại co rút lại trở về. Giang giật nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt, bởi vì bị hắc vân bao phủ hắc ngư đều biến thành hài cốt. liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng toàn bộ chết đi, xương cốt cũng đều biến thành màu đen. Cái này độc vụ quá độc, Giang giật quyết định chủ động đánh ra, hắn đưa tay bắn ra mấy vạn đầu hỏa long, đồng thời đánh ra vô tận cương phong hướng phía trước bay đi, hắn cũng không có dung hợp thành cương phong chi nhận, tự khống chế vô tận cương phong hướng phía trước bay đi, trước tìm kiếm tình huống lại nói. Dầm dầm dầm, hỏa long uy lực không tệ, bắn vào hắc vân bên trong đem hắc vân từng mảnh từng mảnh nổ tan, cương phong không có vào hắc vân sau ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá giang giật thông qua cùng cương phong ở giữa liên hệ, đại khái cảm ứng hắc vân bên trong đại yêu. Kia là một cái rất kỳ dị yêu thú, hình thể đạt tới 50 trượng, chỉnh thể ngoại hình giống như xà, lại có cửu cái đầu, dưới thân thể còn có 8 đầu chân, trên lưng có gai nhọn, hai bên có hai phiến cánh. Để giang giật cảm giác kỳ dị là, những này độc vụ cũng không phải là theo cửu cái đầu bên trong phun ra, mà là trên lưng gai nhọn bên trong xuất hiện. Cái này yêu hoàng không tính quá mạnh, liền là độc vụ mạnh một chút đi. Giang giật nội tâm có cái ngọn nguồn, hắn cũng không định lãng phí thời gian, hỏa long kiếm điên cuồng múa, khiên động bốn phía ngàn dặm phong vân, cửu thiên tri thượng thần lôi đánh xuống, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên lực cấp tốc vào tới, tụ hợp vào giang giật trong thân thể, hắn hỏa long kiếm sáng lên một đạo quang mang chói mắt, xúc thế hoàn tất hắn đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, quát lớn, đồ thần chảm. suy suy ba đầu to lớn hỏa long gào thét mà ra, lần này ngưng tụ hỏa long khí tức rõ ràng cường đại mấy phần, chỉnh thể như nham tương đúc kim loại mà thành lần này nhìn càng giống chân long càng thêm ngưng thực phía dưới hắc ngư bị ba đầu hỏa long khí tức chân áp đều không động được xa xa cái kia đại yêu cũng bị hù dọa điên cuồng hướng dưới biển phóng đi đã muộn sang giật đùa cợt cười một tiếng hỏa long tốc độ quá nhanh tại đại yêu vừa mới hướng dưới biển phóng đi lúc đã hung hăng đụng phải ba đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên đại yêu to lớn thân thể bị chặn ngang nổ đoạn có mấy cái đầu rắn cũng bị nổ nhão nhẹt sóng biển bị tạc lên cao vạn trượng bốn phía tựa như phát sinh cấp 10 hải khiếu, kia kinh khủng sóng biển đem sở hữu hắc ngư đều tung bay ra ngoài. A, à, hắc phụ sớm đã bị đánh tan, Giang Giật thần thức có thể nhẹ nhõm đảo qua đi, giờ phút này trong mắt của hắn đều là kinh ngạc, bởi vì kia hải yêu có hai cái bị tạc đến máu thịt be bét đầu thế mà nhanh chóng mọc ra thân thể, tiếp lấy điên cuồng hướng trong biển chạy trốn mà đi. Đây mới là thật sự có chín đầu mệnh a, à. Giang Giật cũng không truy sát, nơi này nước biển đen kịt một màu, thần thức dò xét bị rất đến ảnh hưởng, hắn sợ trong nước có độc. Cái này đại yêu bảy cái đầu cùng thân thể đều bị tạc nứt, chỉ còn lại hai cái đầu, đoán chừng nguyên khí cũng đại thương, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hưu, Giang Tiểu Nô mang theo tiểu phỉ bay tới, đầy mắt sùng bái nhìn qua Giang giật nói, thiếu ra, người đồ thần trảm uy lực lớn rất nhiều, đoán chừng giờ phút này chém giết bát tinh cường giả rất nhẹ nhàng đi. Ừm, Giang giật cũng cảm thấy, không bằng hắn cảm giác chém giết cửu tinh cường giả hẳn là còn có một số độ khó, bát tinh cường giả đoán chừng rất nhẹ nhàng, vừa rồi đánh giết cái này đại yêu căn bản không có phế chút sức lực, uy lực tăng trưởng rất nhiều. Đi, thăm dò rõ ràng nơi này hải yêu thực lực, giang giật nội tâm cũng an định rất nhiều, lần này không cho tiểu phỉ khống chế hắc ngư, để tiểu nô mang theo bằng nhanh nhất tốc độ hướng trong hắc hải tâm bay đi. Giang tiểu nô tốc độ quá nhanh, sao giang giật ít nhất nhanh lên gấp 3 trở lên. Phía dưới một đường có thể tao ngộ rất nhiều hải yêu, nhưng này ta cấp thấp hải yêu công kích căn bản kích không chúng giang tiểu nô. Tại vô tận trong biển sâu bắc đế công kích đều khóa chặt không ở Giang Tiểu Nô, có thể thấy được tốc độ của nàng chi khủng bố. Giang giật đem tiểu phỉ ném vào huyền thần cung bên trong, chính mình nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp lấy thả ra thần niệm, Giang Tiểu Nô mang theo hắn một đường bay đến phi thường bình ổn, hắn đối thần niệm cảm ngộ phi thường sâu cũng không sợ tổ hỏa nhập ma. Theo bên trái đi, bên phải tới một cái yêu hoàng. Bên phải đi vòng qua, phía trước cái kia hải đảo bên trong độc vụ quá đậm. Giang giật thỉnh thoảng cho Giang Tiểu Nô chỉ đường, các nàng cần mau chóng đi đường đi trong hắc hải ở giữa bí cảnh bên trong, cùng yêu hoàng khai chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một ngày rưỡi về sau, Giang giật đột nhiên mở to mắt, nhìn qua có mệt mỏi Giang Tiểu Nô nói ra tốt, phía trước tới ba con yêu hoàng, tránh không khỏi. Tiểu Nô ngươi đi vào nghỉ ngơi nửa ngày, chờ ta đánh chết cái này ba con yêu hoàng, ngươi lại tiếp tục mang ta phi hành. Ông, hắn không cho Giang Tiểu Nô nhiều lời đem nàng truyền tống vào huyền thần cung bên trong, hỏa long kiếm hiển hiện, trong mắt dày đặc khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hắc hải tối cường yêu hoàng rốt cuộc đã đến sao lần này tựu rốt cuộc có thể đại chiến một trận. chương 1204, Mỹ yêu tộc, cường đại yêu thú đều là có linh trí, mặc dù hắc hải yêu thú tựa hồ càng bạo ngược càng thị sát tà ác hơn một chút, nhưng linh trí hẳn là đều vẫn là có. Giang giật tại trong hắc hải đại sát đặc sát, hôm qua còn trọng thương một cái yêu hoàng, trong hắc hải chúa tể. Những cái kia cường đại yêu hoàng không có khả năng không sử dụng, nơi này là địa bàn của bọn nó, có thể vây lên giang giật cũng rất bình thường. Ao ao ao, tứ phương nước biển mãnh liệt, yêu hoàng mặc dù còn chưa tới, nhưng là bốn phía động tính đã phi thường lớn, giang giật đứng ngạo nghễ giữa không trung bên ngoài cơ thể long viêm thần thuẫn lấp lánh, huyền thần khải cùng hỏa long kiếm quang mang vạn trược, từ xa nhìn lại giống như là một tôn thần đệ. Phanh phanh, bên trái nước biển nổ lên ngàn cơn sóng, một cái cự đại màu đen đầu lâu hiển hiện mặt nước, kia là chỉ một đầu sông mã hình đầu, không xem qua con ngươi là toàn bộ màu đen, không có con ngươi. Toàn thân cũng có nhàn nhạt khói đen che phủ, nó tại giang giật bên trái ngoài mấy chục dặm ngừng lại, cũng không có công kích, tựa hồ đang chờ đợi còn lại hai cái yêu hoàng. Xuy suy, bên phải một mảnh hải vực nước biển đột nhiên bốc hơi, xương trắng phóng lên tận trời, tràn ngập nửa bầu trời, một cái hỏa hồng khối cầu cực lớn bắn ra, đại trong miệng còn phun hỏa diễm, cuồn cuộn sóng nhiệt truyền tới, để không khí đều cực nóng mấy phần trong hắc hải thế mà còn có hỏa thuộc tính yêu hoàng giang giật đầy mắt kinh ngạc xung khắc như nước với lửa nước có thể khắc lửa trong nước rất ít hỏa thuộc tính yêu thú thế mà xuất hiện một cái hỏa thuộc tính yêu hoàng quả cầu này hình yêu hoàng đồng dạng không có công kích giang giật ánh mắt híp lại xem ra phía trước cái kia yêu hoàng là tối cường a rất có thể là hắc hải bá chủ hắn không có loạn động có thể không chiến vẫn là không muốn chiến hắn là tới cứu người không phải đến cùng hắc hải yêu tộc là địch cái này hai cái yêu hoàng thứ nhất không có công kích hiển nhiên còn có cơ hội nói một chút hưu phía trước rất nhanh truyền đến một đạo tiếng xé gió sang giật thần thức quét qua càng thêm ngạc nhiên bởi vì phía trước bay tới một tên nữ tử áo đen nữ tử này nhìn phi thường trẻ tuổi vô cùng lãnh diễm xinh đẹp trên thân toát ra cao quý khí tức mà lại trên người nàng váy đen rất là bại lộ trước ngực trắng loá như tuyết bại lộ hơn phân nửa phía dưới váy khai rất thấp hai đầu ngay thẳng chân dài bại lộ trên không trung dị thường gợi cảm Nơi này là tà ác hắc hải, bốn phía đều là độc vụ, nơi này yêu thú đều có độc, xấu xí để cho người ta buồn nôn, nhưng lại xuất hiện một tên mỹ mạo cô gái trẻ tuổi, nữ tử này phi thường lãnh diễm cao quý, còn mặc hở hang, cái này để người ta cảm giác vô cùng tà dị cùng hoang đường. Váy đen thiếu nữ tại giang giật phía trước mấy ngàn trượng bên ngoài ngừng lại, một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi xa xa nhìn qua giang giật lạnh giọng nói ra, nhân loại, hắc hải không chào đón các ngươi, lập tức thối lui, nếu không, chết giang giật nhịn không được cười lên nữ tử này khí thức rất cường đại giờ phút này nàng mở miệng nói chuyện hiển nhiên là cái này hắc hải bá chủ nhưng giang giật tự tin ít nhất có thể trọng thương nàng thiếu nữ này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn a à. hắn vẫn là rất khách khí chắp tay nói tại hạ giang giật cùng vô tận biển sâu ngao lư đại nhân là bằng hiếu, cùng các ngươi yêu tộc cũng coi như có nguồn gốc lần này tới hắc hải vô ý cùng các ngươi là địch chỉ là có mấy cái bằng hữu tại hắc hải bí cảnh bên trong khốn trụ tới tìm kiếm bọn hắn tìm tới người sau ta lập tức rời đi, cũng tuyệt không giết các ngươi một cái yêu tộc. Giang giật ngao lư, thiếu nữ lông mày một đám âm thanh lạnh lùng nói, không biết. Ta mặc kệ người tìm người nào, không rời đi, chết. Ha ha ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười ha hả, hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái nói, đã như vậy, vậy liền đánh rồi mới biết đi, bất quá. Chết cũng đừng trách ta, cuồng vọng, giết, thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, hai cái yêu hoàng cuồng hống một tiếng, hướng Giang giật nhanh chóng lao tới, phía dưới nước biển lúc này còn quay cuồng lên, một đạo màu đen độc vụ tuôn ra mà lên, trong nháy mắt đem giang giật bao phủ, giang giật thần thức quét qua sắc mặt trầm xuống, phía dưới thế mà ẩn giấu đi một cái yêu hoàng, hắn lại không có phát hiện. Luyện thần lô, hắn quát khẽ một tiếng, trong tay một cái cự đại thạch lô xuất hiện, hắn quán chú nguyên lực luyện thần lô bay vụt mà lên, từng đạo bạch sắc hỏa diễm bay ra đem giang giật bao phủ đi vào, những cái kia độc vụ đều bị đốt tán, đây là cửu dương chân viêm uy lực cũng không lớn, nhưng phá độc vụ ngược lại là dùng tốt phi thường. suy suy, đồng thời một cái tay bắt đầu ngưng tụ băng phong thiên lý đạo văn, đạo văn này đồng dạng không cách nào kích thương yêu hoàng, nhưng có thể đông kết nước biển, để phía dưới độc vụ không cách nào dũng mãnh tiến ra, đem bốn phía không gian cũng đông kết, để độc vụ tràn ngập tốc độ trở nên chậm. Ầm, um, bên trái yêu hoàng xông ra hải vực, thân thể khổng lồ điên cuồng hướng giang giật vào tới, miệng rộng mở ra bên trong đạo đạo chất lỏng màu đen phun tung tóe mà ra đem luyện thần lô phun ra cửu dương chân viêm cư từng mảnh yên diệt, giang giật phụ cận phương viên mười trượng không gian đều là chất lỏng màu đen. Cái này độc dịch thật là khủng khiếp, long viêm thần thuẫn không chống nổi. Giang giật điên cuồng vung vẩy hỏa long kiếm, không giấu giếm thực lực nữa, đồ thần chảm phóng thích, ba đầu chân long vừa ra, những cái kia chất lỏng màu đen toàn bộ bị bốc hơi, ba đầu hỏa long gào thét mà đi suốt vào hà mã yêu hoàng miệng rộng bên trong. Dầm dầm dầm, hà mã kia giống như núi nhỏ thân thể bị tạc bay, miệng rộng cùng nửa bên đầu đều bị tạc đến nhão nhẹt, bất qua tối hậu quan đầu nó cuồng phún một cái chất lỏng màu đen, che lại còn lại thân thể, cũng đem ba đầu hỏa long năng lượng hủ thực rất nhiều, cuối cùng kiếm về một đầu mạng nhỏ. Hô hô hô, bên phải cái kia hình tròn quái thú đã bay tới, há mồm phun ra một cái to lớn hắc hỏa, đem giang giật bao phủ đi vào. Giang giật tốc độ không được căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể dựa vào huyền thần khải ngạnh kháng. Giang giật không sợ hỏa, nhưng cái này màu đen hỏa diễm rõ ràng cùng hỏa diễm khác biệt, giang giật bên ngoài cơ thể tự động tạo thành một nửa trong suốt phòng bảo hộ, ngăn cách hỏa diễm, còn bắt đầu hấp thu hỏa diễm. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện trong ngọn lửa lại có khói đen theo trong suốt trong hộ cháo thẩm thấu mà vào. Hắn vội vàng ngừng thở, đồng thời nguyên lực quán chú tiến vào huyền thần khải, để huyền thần khải ngăn cản khói đen. Xuy suy dấu ở trong nước yêu hoàng lần nữa phun ra đạo đạo khói đen, đem giang giật bên người phương viên trăm trượng đều bao phủ đi vào. Ông, huyền thần khải không để cho Giang giật thất vọng, chặn sở hữu khói đen, nhưng Giang giật giờ khác này lại trở thành kẻ điếc cùng đồ đần, trong suốt trong hộ cháo đều bị khói đen tràn ngập, hắn căn bản nhìn không thấy cũng không nghe thấy, hắn chỉ có nhô ra thần thức chuẩn bị khóa chặt cái kia hình tròn yêu hoàng đánh giết. Ây, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước thiếu nữ động, thiếu nữ hóa thành một đạo màu đen mũi tên hướng hắn phóng tới, ở giữa không trung nàng triệt để biến thành một cái hắc tiến, thân thể biến mất không thấy, trở thành một cái hắc tiến không được, huyền thần khải ngăn trở, giang giật nội tâm run lên, sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác nguy hiểm, cái này hắc tiến tốc độ quá nhanh quá nhanh, hắn căn bản không kịp xúc thế phóng thích đồ thần chạm, chỉ có hy vọng huyền thần khải chặn. suy, thiếu nữ hóa thành hắc tiến xuyên thấu hình tròn yêu hoàng phun ra màu đen hỏa diễm, xuyên qua giang giật bên ngoài cơ thể hơi mở vòng bảo hộ, tiếp lấy nhẹ nhõm xuyên thấu huyền thần khải, chui vào giang giật mi tâm. à, thứ này lại có thể là công kích linh hồn, giang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Huyền thần khải là thần khí, theo lý thuyết công kích linh hồn có thể nhẹ nhõm ngăn trở, nhưng lần này thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho hắc tiến bắn vào. Nếu là lúc trước, Giang giật có lẽ sẽ không kinh hoàng như vậy, bởi vì hắn linh hồn trong thức hải có một gây thất thải hồn thương, nhưng thất thải hồn thương bị chủ linh hồn dung hợp, hắn lấy cái gì đi ngăn cản linh hồn này công kích. Ông, Giang giật linh hồn trong thức hải, đâm xuyên vào đây hắc tiến thế mà ngưng kết, xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người, đúng là cái kia váy đen thiếu nữ phiên bản thu nhỏ. Thiếu nữ ngưng tụ tiểu nhân, sừng sững tại giang giật linh hồn thời điểm bên trong, cười lạnh không thôi, giang giật, người có thể chém giết tả đế rất trâu ngựa người cùng ngao lư là bằng hiếu, có thần khí rất nhiều sao chúng ta mị yêu tộc yêu thuật đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngao lư tới cũng chỉ có thể trở thành bản hậu nô lệ. Ngoan ngoãn chớ phản kháng, trở thành bản hậu nô lệ, nếu không ngươi chỉ có hồn phi phách tán. chương 1205, thần phục hoặc là chết. Hắc y thiếu nữ yêu hoàng hiển nhiên nhận biết giang giật, cũng biết ngao lư là ai, mới vừa nói không biết, hẳn là a à a à giang giật, để hắn khinh địch mà thôi. Nó yêu thuật hoàn toàn chính xác làm người nghe kinh hãi, có thể xuyên thấu thần khí không nói, giờ phút này toàn bộ bản thể tựa hồ cũng tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải người phóng thích yêu thuật hoặc là công kích linh hồn sẽ chỉ phóng thích một chút kỳ lạ năng lượng, nàng lại chính mình chui vào địch nhân linh hồn trong thức hải. Giang giật cũng cảm nhận được cái này yêu hoàng kinh khủng, hắn chủ linh hồn có chút rung động, não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp, nhưng cuối cùng hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì phá cục biện pháp chính hắn linh hồn thức hải người khác không có biện pháp giúp hắn chính hắn thần thông cũng căn bản không có cách nào công kích đáng tiếc nếu có thất thải hồn thương còn có sức liều mạng giang giật âm thầm có chút hối hận sớm biết liền nên luyện hóa một hai kiện linh hồn phòng ngự cổ khí hắn trước kia có thất thải hồn thương có huyền thần khải sở dĩ cũng không có chú trọng linh hồn phòng ngự tại vô tận biển sâu lúc kiếm để đối với hắn thả ra câu hồn âm huyền thần khải tự động ngăn cách hắn coi là có được huyền thần khải tựu không ai có thể tổn thương hắn, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Ông, linh hồn hắn trong thức hải tên tiểu nhân kia trên thân đột nhiên tràn ngập ra hắc vụ, nàng khống chế hắc vụ hướng giang giật chủ linh hồn phóng đi, hắc vụ thoáng cái bao phủ hắn chủ linh hồn. Giang giật linh hồn chấn động, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cái này độc vụ chỗ kinh khủng, độc vụ chính nhanh chóng xâm nhập hắn chủ linh hồn, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu xâm nhập gần một nửa, như chủ linh hồn toàn bộ bị xâm nhập, hắn biến tướng thành cái này yêu hoàng nô lệ. Ông, hỏa linh châu tự động hộ chủ, chủ linh hồn lấp lánh xuất ra đạo đạo hồng quang, những cái kia hắc phụ lại bị đuổi một chút ra. Giang giật tinh thần đại chấn, khống chế chủ linh hồn tại linh hồn thời điểm bên trong bay đi, tránh né hắc vụ, vừa nghĩ biện pháp. Khanh khách, đứng ngạo nghế tại linh hồn thức hải tên tiểu nhân kia mặt mũi tràn đầy hí ngược, đùa cợt nói ra, còn muốn vùng vẫy giấy chết bản hậu yêu thuật chỉ bằng ngươi linh hồn này cường độ cũng có thể ngăn cản coi như nhân loại các người bát tinh cường giả, một khi bị bản hậu tiến vào linh hồn thức hải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nô lệ trong lúc nói chuyện tên tiểu nhân kia hai tay múa cả người tại giang giật linh hồn trong thức hải dạo bước khinh vũ từng đạo hắc vụ theo nàng thân ảnh bên trong lan tràn ra đem toàn bộ linh hồn thức hải đều tràn ngập giang giật chủ linh hồn bất luận đi cái nào đều có thể bị hắc vụ xâm nhập làm sao bây giờ giang giật não hải gấp trăm lần tốc độ vận chuyển lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chủ linh hồn một chút xíu bị xâm nhập ý thức của hắn từ từ trở nên mơ hồ Lựa hồ sau một khắc ý thức của hắn liền muốn triệt để trầm luân biến thành cái này yêu hoàng nô lệ Liêu mạng hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng khống chế chủ linh hồn điên cuồng hướng tiểu nhân phóng đi chủ linh hồn rất trọng yếu một khi sụp đổ liền sẽ triệt để tử vong nhưng giờ khắc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy chỉ có lấy mạng đổi mạng đao phong tận xương không thể không chiến gánh nước tranh hùng không thắng thì vong suy suy tiểu hỏa long kiếm hóa thành một đạo hồng quang đột nhiên hướng tiểu nhân đánh tới tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng ngưng kết thần phách, so trước kia ngược lại là nhanh ít nhất gấp 10 tả hiếu. linh hồn thức hải chỉ có lớn như vậy, tiểu hỏa long kiếm thoáng cái đụng phải yêu hoàng biến thành tiểu nhân. Ha ha, thiếu nữ cười lạnh, thân thể thoáng cái chia năm xẻ bảy hóa thành hắc vụ, tiểu hỏa long kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua. Kia hắc vụ lại ngưng tụ, váy đen thiếu nữ đùa cợt nhìn qua giang giật chủ linh hồn nói ra, khác đừng vùng vẫy, vô dụng. Đừng nói người cái này thần phách công kích lực độ, coi như mạnh hơn công kích linh hồn đều đối bản hậu vô dụng. Đục, Giang giật không tin tà, khống chế tiểu hỏa long kiếm điên cuồng va chạm, lần lượt hướng thiếu nữ đánh tới, lần lượt lại vồ hụt. Linh hồn trong thức hải hắc vụ càng ngày càng nhiều, tiểu hỏa long kiếm đã có một nửa quấn quanh hắc khí bị xâm nhập, Giang giật thanh tỉnh ý thức càng ngày càng yếu kém, hắn hoảng hốt ở giữa nhìn thấy chính mình trở thành yêu hoàng nô lệ, trở thành một cỗ cái xác không hồn, vĩnh viễn tại trong hắc hải trầm luân. Không, giống như trở thành cái xác không hồn, trở thành người khác nô lệ, giang giật tình nguyện chết đi. Nội tâm của hắn điên cuồng bạo hống, lần nữa không chế tiểu hỏa long kiếm phi đi, lần lượt hướng tiểu nhân va chạm mà đi. Nhưng mà, kia tiểu nhân tùy thời có thể hóa thành một mảnh hắc phụ, căn bản là không có cách công kích, như vậy cũng tốt so một cái thiết quyền đập vào trong nước, để giang giật buồn bực thổ huyết, để hắn triệt để thúc thủ vô sách. Giờ khắc này giang giật cũng minh bạch cái này yêu hoàng nói không giả, coi như bình thường bát tinh cường giả bị nàng tiến vào linh hồn thức hải, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nàng nô lệ. Bởi vì nàng bản thể căn bản là không có cách công kích, bất kỳ cái gì linh hồn đều sẽ bị nàng chậm rãi xâm nhập, cuối cùng bị nàng khống chế. Chậm rãi, giang giật chủ linh hồn bị xâm nhập càng ngày càng nhiều, đã vượt qua hơn phân nửa đều bị xâm nhập. Giang giật ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn triệt để từ bỏ, nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cho dù chết, cũng không thể trở thành nô lệ. Một khắc cuối cùng, hắn điên cuồng khống chế chủ linh hồn bắt đầu tự bạo, hắn một thế anh danh không thể trở thành một cái yêu hoàng nô lệ ý thức trầm luân trở thành người khác nô lệ vậy còn không như chết đi ngu xuẩn đúng lúc này một đạo phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên tại linh hồn hắn bên trong để hắn mơ hồ ý tứ đột nhiên tỉnh táo lại hắn hỏa long kiếm run lên tiếp lấy một tia kỳ dị năng lượng theo hỏa long kiếm bên trong bay ra nhanh chóng tràn vào hắn thân thể linh hồn thức hải của hắn bên trong cuối cùng xông vào hắn chủ linh hồn bên trong cái kia đạo phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa có được như thế cường đại bảo vật, người cái này ngu xuẩn lại không hiểu sử dụng, còn muốn tự bạo linh hồn thấy rõ ràng linh hồn này chi kiếm là thế nào dùng. Ông, chủ linh hồn quang mang run lên, tiếp lấy điên cuồng múa, trong khoảnh khắc đó toàn bộ linh hồn thức hải đều chấn động, linh hồn trong thức hải hắc phụ cũng đều bị hấp dẫn, điên cuồng hướng chủ linh hồn phóng tới, hỏa long kiếm phía trên ba đầu long văn du tẩu, ngay sau đó ba đầu hỏa long gào thét mà ra, đột nhiên hướng phía trước tiểu nhân vào tới. Cái này, cái này, Giang giật ý thức bị sợ choáng váng, cái này tia năng lượng tựa hồ là một tia linh hồn linh hồn này khống chế chính mình chủ linh hồn, sau đó tại linh hồn hắn trong thức hải thả ra đồ thần trảm. Tà môn sự tình Giang giật gặp nhiều, chuyện thế này sợ là nói ra căn bản không ai tin tưởng a à kia tia linh hồn theo hỏa long kiếm bên trong truyền đến chẳng lẽ là hỏa long kiếm khí linh. Không sai, là khí linh. Giang giật cảm ứng thoáng cái, phát hiện cùng mình tại hỏa long kiếm bên trong cảm ứng khí linh khí tức giống nhau như đúc nhưng hắn nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi khí linh như thế cường đại khí linh có thể khống chế chủ nhân linh hồn tại linh hồn trong thức hải phóng thích đạo văn mặc dù đạo văn này nhìn cũng không phải thật sự là đồ thần trảm nhưng uy lực kinh người a à, yêu hoàng biến thành tiểu nhân vừa mới nghĩ tránh né nhưng đồ thần trảm dùng thiên địa chi lực chấn áp nàng sở dĩ giờ khắc này nàng căn bản không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu linh hồn năng lượng ngưng tụ hỏa long oanh tới không đừng có giết ta Yêu hoàng cảm nhận được ba đầu hỏa long bên trong cuồng bạo năng lượng, sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng, nàng bản thể thông qua yêu thuật tiến vào giang giật linh hồn thức hải, giống như cái này tiểu nhân bị hủy diệt, nàng cũng đem hồn phi phách tán. ầm ầm ba đầu hỏa long che già măng mọc phóng đi, đem tên tiểu nhân này nổ phá thành mảnh nhỏ, bất qua phía trước hai đầu hỏa long nổ tung, một đầu cuối cùng hỏa long lại không có công kích. Ngược lại đứng ngạo nghễ linh hồn thức hải bên trên, một đôi lãnh mâu nhìn chăm chú bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ tiểu nhân nói, hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết, ngóa, giang giật linh hồn lần nữa chấn động, này hỏa long kiếm khí linh lại vẫn nghĩ thu phục yêu hoàng làm nô khủng bố như thế yêu hoàng có thể thu phục được mà lại coi như có thể thu phục cũng không an toàn đi, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ bị nàng phản phệ, lặng yên khống chế. chương 1206, trọng khẩu vị, hỏa long kiếm bản thân là không có khí linh, cái này khí linh xuất hiện là bởi vì dung hợp huyền thần đao mới xuất hiện khí linh, sở dĩ có thể nói cái này khí linh là huyền thần đao khí linh huyền thần đao là thần khí có khí linh rất bình thường bất quá cái này khí linh linh trí quá cao a à. lại có thể khống chế chủ nhân chủ linh hồn cái này khiến giang giật chấn kinh sau khi cũng có chút sợ hãi không bị khống chế sự tình là đáng sợ nhất năm đó thất thải hồn thương giang giật thiếu chút nữa hủy đi nó giờ phút này hắn phi thường muốn cho khí linh đem yêu hoàng cho hủy diệt nhưng căn bản không có cách nào đưa tin cho khí linh cũng không biết làm sao khống chế cái này khí linh chỉ có thể nhìn khí linh làm mưa làm gió đại nhân thả ta một con đường sống Ta cam đoan không cùng các ngươi là địch. Yêu Hoàng lần nữa ngưng tụ một thiếu nữ tiểu nhân, vô cùng đáng thương nhìn qua đầu kia hỏa long khí linh tự tiềm phục tại này hỏa long bên trong một cô kinh khủng dị thường khí thức theo hỏa long bên trong truyền đến, để nàng cảm giác căn bản là không có cách đối địch, thậm chí không phải một cái cấp bậc. Vậy thì chết đi! Hỏa long gào thét mà đi, đối tiểu nhân đột nhiên đánh tới, cái này khiến Giang giật mở rộng tầm mắt, cái này đồ thần trảm hỏa long thế mà còn có thể khống chế phi hành, muốn ngừng tựu ngừng, nghĩ bay tựu bay ta thần phục, đại nhân tha mạng, tại hỏa long sẽ va chạm yêu hoàng lúc, nàng nghiêm nghị hét lớn, hỏa long ở trước mặt nàng ngừng lại, tiếp lấy hỏa long lại gào thét mà đi, thoáng cái đem yêu hoàng nuốt chừng lấy. Thôn vệ không sao, đầu này hỏa long còn vọt thẳng ra giang giật linh hồn trong thức hải, tại trong thân thể của hắn du tẩu, cuối cùng tiến vào hỏa long kiếm bên trong biến mất không thấy. Ngoá, giang giật thần thức quét qua, phát hiện linh hồn trong thức hải hắc vụ toàn bộ biến mất, kia yêu hoàng cũng biến mất không thấy, kia tia linh hồn càng là triệt để không tìm được. Hắn cấp tốc đem tâm niệm yên lặng tại hỏa long kiếm bên trong, muốn tìm tìm khí linh cùng yêu hoàng, nhưng căn bản tìm không thấy. Hô hô, hắn mở to mắt thật sâu phun ra hai cái, hắn phát hiện thân thể phụ cận vẫn là hắc vụ, lập tức giật mình tỉnh lại. Giống như bên ngoài còn có hai cái yêu hoàng bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiếu nữ yêu hoàng tiến vào giang giật linh hồn thức hải, cuối cùng bị khí linh mang đi cũng chỉ là mấy cái trong chớp mắt, phía ngoài cái kia yêu hoàng còn tại phun ra hỏa diễm, phía dưới yêu hoàng đồng dạng phóng thích độc vụ, cũng không có đối giang giật thân thể theo thành bất cứ thương tổn gì. Đi chết, hắn mặc kệ khí linh cùng yêu hoàng, hỏa long kiếm múa thả ra đồ thần chảm, thoáng cái đem cái kia viên thịt nổ thành huyết nhục. Phía dưới cái kia yêu hoàng cảm giác không được bình thường, bọn chúng bá chủ tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải, không chỉ có không có khống chế giang giật, ngược lại không còn hình bóng. Trốn, nhìn thấy giang giật lại bắt đầu xúc thế chuẩn bị hướng nó công kích, dưới biển ẩn núp yêu hoàng cấp tốc chui vào trong biển sâu biến mất không thấy, cái kia bị trọng thương hà mã yêu hoàng cũng giật mình tỉnh lại hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Giang giật cũng không truy sát, trong đầu của hắn đều là kinh nghi, đứng sừng sướng giữa không chung một lần lại một lần liếc nhìn linh hồn. Xác định linh hồn không có nửa điểm vấn đề về sau, tâm hắn niệm chìm vào hỏa long kiếm bên trong tìm kiếm khí linh. Nhưng là, hắn tại hỏa long kiếm bên trong tìm mười mấy lần, quả thực là không có tìm được khí linh cùng yêu hoàng, hắn còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Ông, hỏa long kiếm đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy một đạo hắc khí theo hỏa long kiếm bên trong lan tràn ra, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, bởi vì hắc khí kia liền là yêu hoàng khí tức. Quả nhiên, hắc khí nhanh chóng hội tụ, thiếu nữ kia ở giữa không trung ngưng hiện, bất quá trên mặt nàng không có nửa điểm kiêu căng, cũng không có nửa điểm sát khí, mà là có chút e ngại nhìn qua giang giật. Cúi người chắp tay nói, mị như tham kiến đại nhân giang giật lông mày nhíu lại hỏa long kiếm phát sáng lên kém chút một kiếm bổ xuống bất qua lúc này cái kia đạo phiêu miểu thanh âm vang lên ở trong đầu hắn ngu xuẩn cái này yêu hoàng đã bị ta khống chế ngươi có thể tùy ý thúc đẩy a à nha giang giật nhẹ gật đầu tâm niệm cấp tốc khóa chặt kia tia ý thức hỏi ngươi là ai là huyền thần đao khí linh kia tia ý thức lần này không có biến mất lạnh giọng truyền âm tới nói tiểu tử thực lực của ngươi quá yếu tu luyện tới huyền đế năm đó thực lực ta tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu không người vĩnh viễn cũng không gặp được ta. Sau khi nói xong kia tia ý thức biến mất không thấy, mặc cho Giang giật làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hắn trợn trắng mắt, cái này huyền thần đao khí linh cuồng ngạo như vậy tu luyện tới huyền đế cảnh giới, hắn coi là người người đều có thể trở thành huyền đế. Bất quá câu nói này ngược lại là cho Giang giật rất nói thêm bày ra, xem ra cái này khí linh đích thật là huyền thần đao khí linh, đi theo huyền đế chinh chiến nhiều năm, đã có rất mạnh linh trí. Nó đời trước chủ nhân là huyền đế, tự nhiên mắt cao hơn đầu, không phục giang giật, muốn giang giật tu luyện tới huyền đế năm đó cảnh giới mới có thể hoàn toàn thần phục hắn. Cái này cùng linh thú không có gì khác biệt, tỷ như nhai tí thú, vu thần để nó đi theo giang giật, mặc dù có vu thần mệnh lệnh, nhai tí thú bắt đầu cũng không chịu phục giang giật, thẳng đến giang giật thực lực siêu Việt năm đó vu thần, nhai tí thú mới hoàn toàn thần phục. Xem ra này hỏa long kiếm uy lực còn có thể tăng lên A. Giang giật đầy mắt lửa nóng. Khí linh mới là một cái bình khí hạch tâm, tỷ như ngụy thần khí thông linh về sau uy lực đại tăng, giống như chinh phục thần khí này khí linh, uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Trầm tư một lát, hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt khóa chặt phía trước lãnh diễm cao quý thiếu nữ hỏi, ngươi là hắc hải bá chủ? Thiếu nữ chắp tay nói, đúng vậy, đại nhân, mị như là hắc hải đại đế, cái này hắc hải hết thảy yêu thú đều nghe theo điều khiển của ta, sở hữu yêu hoàng đều bị ta khống chế. Mị như đẹp, sữa. Giang giật ánh mắt vô ý thức hướng thiếu nữ trước ngực trắng nõn nhìn lướt qua, vội vàng mở ra cái khác ánh mắt không dám nhìn nhiều. Nhân yêu khác đường, yêu tộc lại xinh đẹp cũng là yêu, lại yêu thể thú thể, người thú kia cái gì, khẩu vị tương đối trọng. đương nhiên giống như đem mỹ như đưa đi Đông Hoàng Đại Lục, đoán chừng rất nhiều nam tử nguyện ý thử một chút loại này trọng khẩu vị. Hắc Hải Đại Đế, Giang giật tinh thần chấn động, Phật Đế gia hậu Huyền Đế Doãn Đế còn có Phật Hoàng bọn người tại Hắc Hải mất tích cái này hắc hải đại đế hẳn là rất rõ ràng hành tung của các nàng. Hắn vội vàng hỏi thăm về đến, đoạn thời gian trước, có một ít nhân tộc cường giả tiến vào hắc hải, trong đó bao quát nhân tộc các vị đại đế, người cũng đã biết bọn hắn ở đâu. Ừm, biết rõ, mị như nhẹ gật đầu, rất cung kính nói ra, phía trước đám người này tiến vào tử thần mật hải, phía sau đám người này đều bị ta khống chế, là nô lệ của ta, ngay tại hắc hải cung nội. Ngoá, giang giật trợn trắng mắt, Phật Hoàng bọn người thế mà bị khống chế trở thành nô lệ hắn khẩn trương trầm giọng hỏi những cái kia bị khống chế người người có thể khôi phục sự tự do không? Có thể Mị Như rất khẳng định gật đầu nói cái này khí linh thật là lợi hại Giang Giật âm thầm gật đầu Mị Như hiển nhiên bị khí linh hoàn toàn luyện hóa khống chế trả lời vấn đề không có nửa điểm trần chờ cùng hồn nô không có hai loại hắn hoàn toàn yên tâm vung tay lên nói mau dẫn ta đi hắc hải cung Phật Hoàng thế nhưng là hắn tương lai cha vợ doãn hoàng hiên hoàng đêm hoàng cùng đi doãn ra mặc dù không thích hắn nhưng doãn nhược băng là vợ hắn điểm này không có cách nào cải biến hắn nhất định phải đem tất cả mọi người cứu ra hiu mị như thân thể hướng dưới biển bay đi nàng vung tay lên nước biển tự động theo hai bên tách ra dưới biển cũng xuất hiện một cái thông đạo giang giật thân thể lóe lên đi theo nàng hướng hắc hải phía dưới bay đi dầm dầm, các loại chờ giang giật cùng mị như biến mất tại hắc hải phía dưới nước biển tự động bao trùm tới mặt biển rất nhanh khôi phục bình tĩnh Tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Chương 1207, Long khốn chỗ nước cạn. Phật hoàng Doãn Hoàng bọn người là tại Phật đế bọn hắn sau khi mất tích, liên hợp cùng đi hắc hải. Phật hoàng thực lực rất mạnh đạt đến thất tinh, rời đi bát tinh cũng chỉ có cách xa một bước, Doãn Hoàng đêm hoàng yên hoàng mấy người cũng không tệ, đều là sáu thất tinh bán thần cường giả, bọn hắn còn mang theo các gia tộc một đám bán thần. Bất quá mị như yêu thuật rất khủng bố, giang giật xem như kiến thức đừng nói Phật Hoàng bọn người coi như tả đế thú đế có thể hay không chống đỡ được đều không tốt nói. Sở dĩ mọi người biến thành mỹ như nô lệ giang giật cũng có thể lý giải, còn như Phật đế bọn người, đoán chừng cho mỹ như một trăm cái lá gan cũng không dám đi công kích, Phật đế đây chính là cửu tinh cường giả. Hắc hải cung tại hắc hải chỗ sâu nhất, cái này kỳ thật không phải một cái cung điện, mà là một cái đáy biển sơn động, bố trí rất tráng lệ, từ xa nhìn lại bên ngoài sơn động sáng lấp lánh, bên ngoài còn có mấy trăm đỉnh phong yêu đế chấn thủ tham gia đại đế, mấy trăm yêu đế nhìn thấy mị Như trở về, toàn bộ một gối quỳ xuống, tất cả yêu đế đều hóa hình làm người, người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm xiên thép, trên đầu còn có hai cái kim sắc sừng dài, khôi ngô hung ác nhìn rất có khí phái. Sở hữu yêu đế nhìn thấy Mị Như đi theo phía sau giang giật, nắm đấm lớn trong con người đều là kinh nghi, đây là nhân tộc không khác, nhưng cái này nhân tộc rất nhàn nhã nhìn chung quanh, thoạt nhìn như là du sơn ngoạn thủy, chẳng lẽ cái này nhân tộc không có bị khống chế nếu không làm sao dám lớn mật như thế. Mỹ Như, người cùng điện rất xinh đẹp hơn a. À. Giang giật nhìn xem sáng lấp lánh đại môn, tùy ý tán thưởng một câu, đám kia yêu đế lập tức vỡ tổ, đằng đằng sát khí khẩn trương nhìn qua Giang giật, chỉ chờ Mỹ Như ra lệnh một tiếng công kích, há biết Mỹ Như rất cung kính hướng Giang giật chắp tay nói, đại nhân quá khen rồi. Nói xong Mỹ Như nhìn lướt qua đám kia yêu đế, âm thanh lạnh lùng nói còn không bái kiến đại nhân. Bịch, một đám yêu đế mặc dù đầy mắt chấn kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng quỳ xuống không người nói, tham kiến đại nhân. Giang giật nhìn cũng không nhìn đám này yêu đế, tại mị như dẫn đầu hạ đi vào trong sơn động. Bên trong hang núi này còn có cấm chế, bất quá là rất đơn giản ngăn cách nước biển cấm chế, bên trong nhìn giống như khung biện, vừa tiến vào là một cái đại điện, rất rộng rãi, coi như xa hoa, cửa đại điện quỳ bảy tám tên quần áo hở hang thị nữ. Giang giật quét qua đôi mắt lạnh lẽo, những cô gái này lại đều là nhân tộc. Phật Hoàng, ánh mắt của hắn ở trong đại điện mặt đảo qua, thoáng cái thấy được quỳ trên mặt đất một cái đại quang đầu, chính là Phật Hoàng. Phật Hoàng phụ cận còn có mười mấy nhân loại cường giả, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đôi mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lại không dám ngẩng đầu, cùng từng người từng người nô lệ không có khác nhau. Giang giật một tiếng quát lớn, Phật Hoàng trong mắt lóe lên một tia giấy dụa, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Giang giật một chút, lập tức rất nhanh lại cúi đầu xuống đi, ánh mắt khôi phục băng lãnh. A, à, giang giật có chút phát ra một tiếng nhẹ nghệ phật hoàng trong lòng hắn một mực là một cái cao cao tại thượng đại nhân vật đế vương vĩnh viễn không cách nào chiến thắng không nghĩ tới đường đường y ra ra chủ lại trở thành người khác nô lệ giờ phút này cùng cầu đồng dạng quỳ trên mặt đất còn có doãn hoàng đêm hoàng hiên hoàng đây đều là đông hoàng đại lục tiếng tăm lừng lẫy dậm chân một cái tứ phương chấn động đại nhân vật giờ phút này đồng dạng trở thành người khác nô lệ ngẫm lại đều làm người thổn thức bất quá giang giật nghĩ lại nghĩ đến nếu không phải hỏa long kiếm cái kia cường đại khí linh, sợ là giờ phút này hắn cũng cùng Phật Hoàng bọn người đồng dạng, trở thành mỹ như nô lệ, vĩnh thế trầm luân tại Hắc Hải A. Mỹ như, còn không khôi phục tự do của bọn hắn thân. Giang giật lãnh mâu quét qua, mỹ như chắp tay nghe lệnh, nàng vung tay lên toàn bộ người đều đứng lên, nàng thân thể cũng hướng phía trước bắn nhanh mà đi, ngay sau đó giữa không trung biến thành một cái bóng mờ, cuối cùng hóa thành một đạo hắc tiến đâm xuyên tiến vào Phật Hoàng mi tâm. Suy suy, Mị như tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt theo Phật Hoàng Mi Tâm đâm xuyên ra, tiếp lấy lại xuất vào Doãn Hoàng Mi Tâm, sau đó tại sở hữu bán thần trong đầu dạo qua một vòng. Phốc, Phật Hoàng cuồng phún một ngụm máu đen, mờ mịt con người dần dần trở nên tỉnh táo lại. Hắn hư nhược nháy nháy mắt, lập tức đột nhiên hướng mị như quét tới, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, lập tức lại phát hiện giang giật, ánh mắt quét qua tới trong nháy mắt sơ cứng. Ách, Doãn Hoàng Hiên Hoàng đêm Hoàng còn có 10 cái bán thần đều phun ra một ngụm máu tươi về sau, cuối cùng đầy mắt khiếp sợ quét về phía Giang Giật, Giang Giật lúc này mới chắp tay mỉm cười nói ra. Giang Giật gặp qua Phật Hoàng Doãn Hoàng, Đêm Hoàng Hiên Hoàng, còn có chư vị tiền bối. Phật Hoàng bọn người không có trả lời, mà là trong nháy mắt kịp phản ứng, trên thân khí thế dâng lên trong tay tỏa ra ánh sáng liền muốn hướng nghị như công kích mà đi. Trong mắt bọn họ đều là sát khí cùng hận ý, Giang Giật xem xét vội vàng ngăn cản nói, chư vị dừng tay, cái này Hắc Hải Bá chủ đã bị ta hàng phục, nàng sẽ không lại công kích chư vị. A. À, phật hoàng bọn người nhao nhao kinh ngạc mị như cũng chắp tay cung kính nói ra chư vị trước đó đắc tội hàng phục phật hoàng ánh mắt như điện quét về phía giang giật truyền âm nói giang giật cái này yêu hoàng trở thành ngươi hồn nô ngươi xác định có thể chấn áp nàng cái này yêu hoàng quá lợi hại giống như không có nắm chắc vẫn là liên thủ đánh chết đi phật hoàng người yên tâm đi nàng không sai biệt lắm liền là hồn nô giang giật mỉm cười nói lập tức nhìn về phía mị như nói người đi bên ngoài trở lấy đúng đem những cái kia nhân tộc nữ tử khôi phục tự do thân, chờ mệnh lệnh của ta. Tuân lệnh đại nhân, mị như lĩnh mệnh mang theo đám kia thị nữ đi ra ngoài, mọi người lúc này mới nhìn qua giang giật mặt mũi tràn đầy thổn thức. Bọn hắn tại giang giật đi tà đế thành đại náo trước đã tới hắc hải, sở dĩ phía sau tất cả mọi chuyện đều không rõ ràng, càng không biết giang giật bị thiên lôi trận khốn qua, còn tại vô tận biển sâu đổ sát tà đế. Doãn hoàng đêm hoàng nhìn xem giang giật nội tâm rất là phức tạp, nhất là doãn hoàng, nội tâm của hắn đối giang giật phi thường khó chịu. Doãn nhược băng là hắn yêu thích nhất nữ nhi, lại bị giang giật ngoặt chạy, hết lần này tới lần khác doãn ra lại cầm giang giật không có cách, cái này khiến hắn vừa tức vừa giật, giờ phút này bị giang giật cứu, còn bị hắn nhìn thấy chính mình trở thành yêu hoàng nô lệ, doãn hoàng cảm giác rất là xấu hổ, phi thường không thoải mái. Giang giật, người đột phá bán thần, y ra cùng giang giật ngược lại là một mực có nguồn gốc, Phật hoàng cũng tin tưởng Phật đế cùng y phiêu phiêu sự tình, cũng không có nửa điểm không tự tại, ngược lại đầy mắt cảm khái nói ra, không tệ, đột phá bán thần xem như cá chép cá vượt long môn, người còn trẻ tuổi như vậy, về sau tiền đồ vô lượng A. Lần này còn được đa tạ người cứu giúp, nếu không chúng ta đều muốn vĩnh thế tại cái này trầm luân. Hiên Hoàng cũng không có nửa điểm không tự tại, lăng ra cùng giang giật một mực không có thù hật, sở dĩ hắn hướng sau lưng các vị bán thần nhìn lướt qua, cùng một chỗ chắp tay nói đa tạ giang tiểu ca cứu giúp. Đêm hoàng đồng dạng mang theo bản thân bán thần chắp tay nói tạ, chỉ có Doãn Hoàng có chút kéo không xuống mặt, đem mặt viết đến một bên, trầm mặc không nói. Giang giật cũng không để ý, nói thế nào đều là chính mình cha vợ, hắn mỉm cười vuốt cằm nói, chư vị khách khí, tiểu tử chỉ là có chút số phận thôi. Chư vị tiền bối đều là đức cao vọng trọng, thực lực tuyệt đỉnh người, mặc dù bị nhốt cũng là tạm thời long khốn chỗ nước cạn, coi như không có tiểu tử, chư vị cũng có thể nhẹ nhõm trở về. Giang giật câu nói này rất cho mọi người bậc thang dưới, hóa giải xấu hổ, bất quá nghe vào doãn hoàng trong tai lại có chút chói tai. Hắn coi là giang giật là tại mỉa mai hắn, hắn con người thoáng cái phồng lên, lãnh mâu quét về phía giang giật nói, giang giật, đừng tưởng rằng ngươi cứu được bản hoàng một mạng, chúng ta trước đó ân oán liền có thể hóa giải không đem nhược băng trả lại, chúng ta doãn ra đồng dạng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ông, đúng lúc này, hắc hải bên trên cửu thiên vân động, ba đạo tinh thần chi lực bắn thẳng đến mà xuống, thoáng cái chui vào hắc hải cung nội, cuối cùng ở trước mặt tất cả mọi người xuất vào giang giật cổ thần nguyên trong nhẫn, đem mọi người hù đến sửng sốt một chút. Giang giật thần thức quét qua, trong nháy mắt đại hỉ, nhìn qua doãn hoàng đạo, ha ha ha, doãn bá phụ, nhược băng đột phá bán thần, nàng rất nhanh liền có thể ra gặp ngươi. chương 1208, muốn đi cùng đi. Doãn nhược băng trước đó thực lực tựu đạt đến thiên quân đỉnh phong, ngũ tinh cấp đừng, đã sớm lĩnh hội một cái tam tinh, một cái ngũ tinh đạo văn. Về sau tìm hiểu huyền đế một bước thiên họa, lần bế quan này khoảng chừng mấy tháng, rốt cuộc đột phá. Thiên địa ban cho ba đạo tinh thần chi lực, cho thấy Doãn Nhược Băng đã đột phá bán thần, Giang Giật vừa rồi thần thức quét một lần, cũng phát hiện Doãn Nhược Băng đã sớm ngưng tụ thần phách. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, trước đó Doãn Nhược Băng cảm ngộ huyền đế thiên họa đạo văn cũng không có tinh thần chi lực ban cho, chẳng lẽ nàng cảm mộ cũng là trí cao đạo văn. Bất luận như thế nào, Doãn Nhược Băng có thể đột phá Giang Giật vẫn là thật lòng mừng thay cho nàng, chờ thời gian một nén nhang, chờ doãn nhược băng đem tinh thần chi lực hấp thu mở to mắt tỉnh táo lại hắn liền tranh thủ nàng theo huyền thần cung bên trong truyền tống ra không chỉ là nàng y thiền cũng bị giang giật cho truyền tống ra phụ hoàng y thiền liếc mắt liền thấy được phật hoàng lập tức nước mắt rơi như mưa nhào vào phật hoàng trong ngực doãn nhược băng lần đầu tiên nhìn thấy chính là giang giật nàng đầy mắt vui sướng đang muốn cho giang giật nói chuyện bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng thấy được doãn hoàng sắc mặt thoáng cái trở nên có chút phức tạp vừa buồn vừa vui còn có chút e ngại nàng dừng một chút quỷ gối doãn hoàng phía trước nghẹn ngào nói ra bất hiếu nữ nhược băng tham gia phụ hoàng hừ doãn hoàng trong mắt thần sắc cũng đều là phức tạp bản thân vừa mới thoát khỏi nguy hiểm khôi phục sự tự do tương đương với theo trong quỷ môn quan đi ra nhìn thấy chính mình thích nhất nữ nhi rất là vui vẻ nhưng bởi vì giang giật tại cái này hắn lại kéo không xuống mặt chỉ có thể hừ lạnh hai tiếng đem mặt uốn éo lái đi tiểu thiện nhi lão cha kém chút không gặp được ngươi phật hoàng tu chính là tâm thiền tùy tâm sở dục, cũng không chú trọng mặt mũi, trên mặt hắn đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Y thiền càng là khóc đến mơ mơ hồ hồ, tại Phật Hoàng trước mặt nàng không còn là cái kia kiêu ngạo thiếu nữ, không còn là cái kia xem nhẹ thiên hạ đấng mày dâu kỳ nữ. Trong khoảng thời gian này Phật đế cùng Phật Hoàng mất tích, giang giật gặp nạn để nàng tiếp nhận áp lực cực lớn, giờ phút này nhìn thấy Phật Hoàng mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tốt, nhiều người như vậy, đừng khóc lỗ mũi. Phật Hoàng khẽ vuốt y thiền tóc tím, nhanh chóng cùng y thiền truyền âm hỏi thăm cục thế bên ngoài khi biết y ra kém chút bị tử ra mã ra lúc ra diệt lúc trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ về sau biết được giang giật giải cứu y ra lại để cho thánh hậu chiếu cố y ra thối lui tuyết vực tộc nhân về sau phật hoàng nhìn qua giang giật ánh mắt càng thêm nhu hòa các loại chờ y thiền đem nhân tộc yêu tộc đại chiến sự tình nói một lần phật hoàng cau mày ánh mắt lộ ra thật sâu cảm giác nguy cơ hắn nghe xong mọi chuyện về sau lúc này mới nhìn qua còn quỳ trên mặt đất doãn nhược băng cùng mặt mũi tràn đầy âm trầm doãn hoàng còn có rất là lúng túng giang giật nói ra lão doãn chúng ta đều là chết qua một lần người còn có cái gì xem không ra nhược băng như là đã theo giang giật người tự tiếp nhận các nàng đi giống như người cảm thấy không bỏ xuống được mặt mũi ta đem nhà ta tiểu thiện nhi cũng gả cho giang giật được a à, doãn hoàng đêm hoàng hiên hoàng bọn người cùng nhau động dung giang giật cũng đầy mặt ngạc nhiên y thiền lại xấu hổ hận không thể tiến vào dưới mặt đất đi không thuận theo đong đưa Phật Hoàng tay nói, Phụ Hoàng ngươi nói gì vậy, thiền nhi mới không gả đâu. Ha ha ha, Phật Hoàng cười ha hả hí ngược nhìn qua y thiền nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi cái này điểm tâm nghĩ ta còn nhìn không ra giang giật, tiểu tử ngươi cũng coi như cái nhân vật, đem thiên hạ đệ nhị cùng đệ tam mỹ nhân tâm đều câu đi, so lão phu năm đó đều lợi hại. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không biết nói cái gì cho phải, cái này Phật Hoàng nào giống tên Hòa Thượng A, liền xem như hòa thượng cũng là hòa thượng phá giới già mà không kính lại trêu chọc nữ nhi của mình tốt tốt không nói chuyện tào lao nhược băng đứng lên đi nói chuyện chính phật hoàng nhìn thấy y thiền muốn bão nổi vội vàng chứng chạc đàng hoàng nói ra lão doãn ngươi cũng đừng cho giang giật sắc mặt nhìn doãn đế cùng nhà ta lão gia tử bọn hắn còn được dựa vào giang giật đi nghĩ cách cứu viện đâu ngươi chớ xem thường tiểu tử này thực lực của hắn thế nhưng là siêu việt chúng ta ta đế đâu bị hắn xử lý trường giang sóng sau đẻ sóng trước, người không phục không được. Cái gì, doãn hoàng bọn người cùng nhau động dung, đầy mắt khiếp sợ nhìn qua giang giật. Ta đế thế nhưng là bát tinh cường giả, một đời kiêu hùng, trong lòng bọn họ cửu đế thế nhưng là không chết tồn tại, thế mà bị giang giật giết đi. Việc này coi là thật, doãn hoàng trầm giọng vấn đạo, gặp Phật hoàng cùng y thiền đều nhẹ gật đầu, doãn hoàng biến sắc, cả giận nói tiểu tử này giết tà đế. Vậy không bằng dứt khoát đem chúng ta giết đi cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, hắn giết tả đế, chính là chúng ta cửu đế gia tộc tử địch. Phật Hoàng, người có phải hay không già nên hồ đồ rồi còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Phật Hoàng khoát tay áo nói, các ngươi trước đừng kích động, việc này đi, ta cho rằng. Giang giật làm đúng, còn như vì sao hắn làm đúng, sau đó ta cho các ngươi giải thích, chủ yếu là đi trước đem lão gia tử bọn hắn cho giải cứu ra. Phật Hoàng mặc kệ doãn hoàng bọn người, ánh mắt nhìn về phía Giang giật hỏi, Giang giật, người cũng đã biết nhà ta lão gia tử bọn hắn tình huống cụ thể, Mị Như, cũng chính là hắc hải đại đế nói, Phật Hoàng Doãn Đế Hiên Đế giả dạ hậu bọn người ở tại tử thần mật hải, liền là trong hắc hải tâm cái kia bí cảnh bên trong. Giang giật nhớ tới cái gì, hướng ra phía ngoài quát khẽ một tiếng, Mị Như, vào đây. Hiu, một đạo hắc ảnh chuồn vào đây, Mị Như cung kính quỷ xuống nói, đại nhân. Giang giật, nàng là ai? Gần như đồng thời Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền truyền âm đến, hai người trong ánh mắt đều là thẩm vấn chi sắc, Mị Như quá lãnh diễm gợi cảm, Giang giật trước đó cũng là nổi danh hoa tâm đại la bạc, hai người tự nhiên bản năng đề phòng. Đừng hiểu lầm, đây là hắc hải đại đế, là yêu hoàng, bị ta. Thu phục hồn nô, trước nói chuyện chính sự đi. Giang giật cùng hai người giải thích một câu, nghiêm mặt hỏi, mỹ như, Phật đế bọn người có phải hay không tiến vào tử thần mật hải nói giúp một chút huống. Ừm, um, mỹ như cung kính giải thích nói, mấy tháng trước đi, có một đám cường giả tới hắc hải, giống như đang đuổi tra một tên bán thần lúc ấy còn đánh chết trong hắc hải rất nhiều yêu tộc, ta vốn muốn đi nghênh chiến, nhưng dò xét đến là Phật đế sau tựu không dám động. Phật đế là cửu tinh cường giả, của ta yêu thuật đối với hắn không dùng. Về sau các nàng đều tiến vào tử thần mật trong nước, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Tử thần mật hải, Phật hoàng nhướng mày, trầm giọng hỏi cái kia bí cảnh ngươi từng tiến vào không có nhưng biết tình huống bên trong. Ta không dám tiến vào, mị như lắc đầu nói ra cái kia bí cảnh là kinh khủng nhất, trong lịch sử hắc hải yêu tộc trở ra không còn có ra qua mười mấy vạn năm trước chúng ta mỹ yêu tộc còn có một vị cùng thực lực của ta không sai biệt lắm cường giả từng tiến vào nhưng cuối cùng đồng dạng chưa hề đi ra sở dĩ trong hắc hải yêu tộc cũng không dám tới gần tử thần mật hải khủng bố như vậy phật hoàng bọn người liếc nhau trên mặt đều là ngưng trọng bất quá phật đế bọn người thực lực như thế tiến vào sau đều chưa hề đi ra cái này bí cảnh kinh khủng khẳng định vượt quá tưởng tượng của bọn hắn việc quan hệ mấy gia tộc trưởng an nguy doãn hoàng mấy người cũng không dám cho giang giật sắc mặt nhìn Giang giật lần này liền là tới cứu Phật Hoàng Doãn Hoàng, như đang cho hắn sắc mặt xem, hắn trực tiếp mặc kệ, vậy ai đi cứu người bọn hắn chút thực lực ấy tiến vào sau đồng dạng xảy ra không đến đây đi. Y thiền cùng Doãn Nhược Băng cũng trầm mặc Doãn Nhược Băng cùng Y thiền truyền âm trao đổi một phen, biết đại khái tình huống như thế nào, nhưng giờ này khắc này các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, giống như Giang giật tiến vào cũng ra không được đâu. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng phá vỡ trong sân yên tĩnh, Hắn nhìn lướt qua chúng nhân nói, Phật Hoàng Doãn Hoàng, các người mang theo y thiền nhược băng hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục đi, ta cùng mị như vào tử thần mật trong nước, tin tưởng ta nhất định sẽ đem các vị lão gia tử bình an mang ra. Không được, y thiền cùng Doãn nhược băng trăm miệng một lời nói ra, muốn đi cùng đi. Ha ha ha, Phật Hoàng hí ngược nhìn qua Doãn Hoàng, cười nói, lão Doãn, ngươi xem đi, nữ nhi lớn có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi nếu không nữ nhi không nhận ngươi, con rể cũng không nhận ngươi. chương 1209, cho ta phá. Giang giật đang chuẩn bị nói cái gì, Phật Hoàng khoát tay nói, Giang giật, không cần nhiều lời, ngươi đi cứu nhà chúng ta lão gia tử, lại làm cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn ngươi cho là chúng ta có thể làm ra chuyện như vậy lại nói nhiều người lực lượng lớn, có việc mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, hợp mưu hợp sức, dạng này cứu ra bọn hắn hy vọng lớn hơn. Hay là, ngươi cho là chúng ta đám người này là vướng víu, dĩ nhiên không phải, Bá phụ ta không phải như vậy ý tứ Giang giật vội vàng khoát tay Vừa mới giải thích vài câu Phật Hoàng cũng rất bá đạo hạ lệnh Cứ như vậy quyết định Dù sao Đông Hoàng Đại Lục rất yên ổn Chúng ta cùng đi tử thần mật hải Y Thiền cùng Nhược Băng cũng đi Giang giật trợn trắng mắt Cái này Phật Hoàng rốt cuộc là ai à Ngay cả mình nữ nhi An Nguy cũng không để ý Phật Hoàng cười nhạt một cái nói Ta nữ nhi này ta có thể không quản được Lại nói thiên đạo tối tâm Vạn pháp tự nhiên Nếu chúng ta tiến vào đều vẫn lạc đó chính là chúng ta mệnh, không có gì có thể nói. Giang giật triệt để bó tay rồi, cái này Phật Hoàng tính cách quá quái dị, thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Doãn Hoàng vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Doãn nhược băng một mặt quyết tuyệt, chỉ có thể nặng nề thở dài nói, đi thôi, đều đi thôi. Tốt, Giang giật cũng không muốn nhiều lời, Giang tiểu nô đều không muốn đi thuyết phục, nhà đầu này là toàn cơ bắp căn bản là không có cách thuyết phục, cùng lắm thì cùng chết, còn có người bạn. Hô hô, Giang giật thở ra một hơi thật dài, cảm giác trên bờ vai áp lực lớn hơn, lần này mọi người sống hay chết tự nhìn hắn. Phật Hoàng bọn người chiến lược mặc dù không tệ, nhưng so với hắn vẫn kém hơn một chút, hắn chỉ có trông cậy vào mọi người vận khí nghịch thiên. Mọi người nghỉ ngơi một lát, Phật Hoàng y thiền đem tình huống bên ngoài cùng mọi người giải thích, Giang giật chen vào nói đem ngao lư không phải phía sau màn hắc thủ suy đoán nói một lần. Doãn Hoàng bọn người còn có chút canh cánh trong lòng, bất quá bọn hắn nội tâm ngược lại là có chút tiếp nhận Giang giật chí ít giang giật không sợ nguy hiểm đến hắc hải cứu bọn họ tự chứng minh hắn ít nhất xem như người có tình nghĩa không phải thật sự phát rồ ma đầu giống như ngao lư không phải phía sau màn hắc thủ vậy rốt cuộc là ai doãn hoàng cao mày rất là không nghĩ ra giang giật cùng y thiền suy đoán hắn cảm thấy rất có đạo lý huyền đế một mực giữ lại một lũ thần hồn tại huyền thần cung bên trong thẳng đến đem huyền thần cung truyền thừa cho giang giật mới tán đi cái này nói minh huyền đế là cố ý phóng ngao lư ra huyền đế nhân vật như vậy vừa có thể tính ra có hạo kiếp đương nhiên sẽ không cố ý để ngao lư làm hại nhân gian mà lại lần này vô tận biển sâu cũng tổn thất nặng nề ngao lư cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích ha ha phật hoàng cười nhạt một tiếng sờ lên hắn đại quang đầu nói đều khác đừng đoán chờ lần này chúng ta sau khi trở về đoán chừng cái này phía sau màn hắc thủ liền sẽ lộ ra nguyên hình lão ra tử bọn hắn đoán chừng đã đoán được áo nếu người bí mật lẻn về phật sơn bắt ta lệnh bài như đại lục có bất kỳ sự tình phát sinh, không được phản kháng, cho dù có người muốn y ra thần phục quy thuật, các người cũng thành thành thật thật thần phục, hết thảy chờ chúng ta trở lại hãng nói. Nếu có người hỏi chúng ta hành tung, liền nói toàn bộ ngã xuống. Doãn Hoàng liếc nhau đôi mắt sáng lên, Doãn Hoàng cùng đêm Hoàng Hiên Hoàng nhau nhau lấy ra lệnh bài giao cho bản thân một vị bán thần. Hiên Hoàng tuyệt hơn, để bản thân bán thần đưa tin đem Hiên Đế chi vị truyền cho lăng thất kiếm, cũng thông cáo đại lục, Hiên Đế Hiên Hoàng toàn bộ bỏ mình dẫn xa suốt động, Giang giật âm thầm gật đầu, chiều này không tệ, mấy nhà đại đế hoàn toàn chết đi, phía sau màn hắc thủ hội càng thêm tứ không kiêng sợ. Bọn hắn ngưu đồ lâu như vậy mục đích khẳng định là muốn thu hoạch được nhất định lợi ích, cái này lợi ích nói không chừng liền là nhất thống thiên hạ, sở dĩ mọi người tại trong hắc hải một đoạn thời gian, ngoại giới nói không chừng không khí hội nghị lên vân dũng. Phật hoàng bọn người bố trí một phen, Giang giật để mỹ như đưa mấy tên bán thần bí mật trở về, tại Hắc Hải Cung nội ở hai ngày các loại chờ, Mỹ Như sau khi trở về, mọi người lập tức lên đường. Tử thần mật hải kỳ thật đáng giá cũng không phải là đơn nhất chỉ bí cảnh, mà là cái kia bí cảnh phụ cận một mảnh hải vực. Giang giật bọn người bắt đầu không hiểu, nhưng ở sau sáu ngày đến kia phiến hải vực sau lập tức minh bạch. Kinh khủng, thật đáng sợ, kỳ thiền cùng doãn nhược băng nhìn thoáng qua âm thầm tim đập nhanh, các nàng còn tại tử thần mật hải khu vực bên ngoài lại cảm giác được bên kia kinh khủng. Bởi vì phía trước hải vực là một vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy vượt qua 10 vạn trượng đại, bốn phía nước biển đều bị vòng xoáy cuốn lên, không chỉ có như thế cửu thiên chi thượng còn có thần lôi đánh xuống, bắn vào vòng xoáy trung tâm. Bởi vì vòng xoáy sở dĩ trên không tạo thành một cái cự đại vòi rồng, vòi rồng bên trong hắc vụ tràn ngập cũng không biết có bao nhiêu độc vụ. Hô hô hô, giang giật bọn người đứng tại mấy vạn trượng bên ngoài đều có thể nhìn thấy kia trùng thiên như kình thiên như cự long hắc long cuốn phong, có thể nhìn thấy thần lôi tê liệt không gian đánh xuống, các nàng đều phát hiện thân thể của mình đang không ngừng bị khiên động hướng vòng xoáy trung tâm rời đi, mặc dù tốc độ rất chậm, gần như không cảm giác được, nhưng là thật đang di động. Ở đây không có một cái nào kẻ yếu, thấp nhất đều là thiên quân đỉnh phong, thân thể lại không tự chủ được bị khiên động có thể nghĩ tượng long cuốn trong gió ở giữa hấp lực sẽ có bao nhiêu đại, có thể tưởng tượng vòng xoáy trung tâm lực lượng sẽ có bao nhiêu đại, như một chiếc thiên cơ thuyền bị quấy đi vào, sợ là lập tức hội vỡ nát. Giang giật cùng y thiền doãn nhược băng liếc nhau, Phật Hoàng cùng Doãn Hoàng bọn người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi, tự liền mị như trong mắt đều là hoảng sợ, tựa hồ phi thường không muốn dựa vào gần vùng này. Hô hô ào ào, ầm ầm, tiếng gió rít gào, tiếng nước trấn thiên, tiếng sấm vang rền, kể bên này liền là một bộ địa ngục tràng cảnh. Giờ phút này tự liền mấy nhà bán thần đều có chút thấp thỏm, giang giật sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía mị như nói tử thần mật hải ngay tại vòng xoáy phía dưới. Mị như mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói đúng. Chư vị, giang giật bên ngoài cơ thể huyền thần khải hiển hiện, trong tay hỏa long kiếm lấp lánh, trên người hắn khí thức chậm rãi dâng lên nói ra, các người đều vào huyền thần cung đi thôi, tiến vào bí cảnh về sau, ta sẽ lập tức đem các người truyền tống ra, ta phòng ngự còn có thể, đi trước đi tiền chạm. Tốt, Phật Hoàng ngược lại là thoải mái, không có chút nào khách khí, hắn gật đầu nói, tiểu tử, đừng xính cường, gặp nguy hiểm trước tiên đem chúng ta truyền tống ra. Nếu như ngươi chết, chúng ta cũng không sống nổi, giang giật, cẩn thận. Doãn Nhược băng lo lắng nói một tiếng, y thiền thật sâu nhìn một cái tới. "Hắc hắc, yên tâm đi." Giang giật lấy ra Huyền Thần cung, đem tất cả mọi người thu vào duy nhất lưu lại Mị Như, hắn nhìn qua Mị Như tấm kia lãnh diễm mặt, Hỏa Long kiếm xa xa hướng vòng xoáy trung tâm chỉ một cái nói, "Mị Như, mở đường." "Đại nhân." Mị Như mặt mũi tràn đầy u oán cùng khẩn cầu, nàng không dám ngỗ nghịch Giang giật mệnh lệnh, nhưng nàng nội tâm đối với Tử Thần Mật Hải là e ngại đến trong khung, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn sang. "Ba" giang giật tiện tay múa hỏa long kiếm dùng thân kiếm tại mỹ như nở nang bờ mông tại vỗ cả giận nói có đi hay không không đi ngươi liền phải chết ta đi mỹ như ủy khuất nhúc nhích đỏ tươi bờ môi thân thể hướng phía trước bắn nhanh mà đi giang giật trên thân huyền thần khải sáng lên vạn trượng quang mang theo sát phía sau một người một yêu lướt sóng mà đi như hai đạo kiểu lưới kiếm sắc bén hướng vòng xoáy trung tâm phóng đi Hô hô càng đến gần tử thần mật trung tâm biển gió càng lúc càng lớn chờ tới gần trung tâm ngàn trượng khoảng cách lúc Giang giật vậy mà phát hiện hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể, chỉ có thể bị cuồng phong dẫn dắt hướng vòng xoáy trung tâm bay đi. Cho ta phá, Giang giật không thích nhất không bị khống chế sự tình, hắn mày kiếm dựng thẳng lên, trường kiếm vung vẩy, bốn phía phong vân tề động. Hắn thả ra đồ thần chảm, ngừng tụ ba đầu hỏa long đối phía trước to lớn vòi rồng hung hăng đập tới, hắn muốn hủy đi cái này vòi rồng. Trường 1210, kỳ dị không gian, đồ thần chảm bá đạo chỗ, cũng không ở chỗ lực công kích đến cỡ nào cường đại, mà là đạo văn này là mượn nhờ phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực. nói một cách khác giang giật có thể mượn nhờ lực lượng của địch nhân phản kích địch nhân. cũng tỷ như hắn phá vỡ thiên lôi trận, bản thân hắn tự mượn thiên lôi trong trận lôi điện chi lực này lên kia xuống, phá trận cũng đơn giản. giờ phút này hắn tự mượn vòi rồng bên trong lực lượng tại đồ thần trảm hình thành một khắc này, vòi rồng chuyển động tốc độ đều chậm mấy phần ba đầu bởi thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành hỏa long mang theo khí thức kinh khủng hung hăng đánh tới, trong nháy mắt đem vòi rồng nện đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, long quyển phong vừa mới bị hủy diệt, rất nhanh một đạo tiểu long cuốn lại thành hình, bốn phía bị đánh tan hắc vụ lần nữa bị vòi rồng dẫn dắt, vòi rồng cấp tốc biến lớn, phía dưới vòng xoáy không phá tan, căn bản là không có cách triệt để hủy đi vòi rồng. Mị như, các người theo dưới biển dò xét qua vòng xoáy sao vòng xoáy này có thể hay không hủy đi. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, đem giang giật mái tóc màu đỏ thổi đến ngửa mặt lên trời cuồng vũ mị như một bộ váy đen cũng thổi đến không ngừng vượt qua múa phía dưới hai đầu trắng bóng đùi thỉnh thoảng bại lộ trên không trung ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nửa bên phong đồn cùng dưới váy màu đen cãi yếm nàng không có chú ý tới giang giật ánh mắt nhíu mày lắc đầu nói dưới biển không thể đi coi như yêu hoàng khẽ dựa gần vòng xoáy trung tâm ngàn trượng đều trốn không thoát chỉ có thể bị cuốn vào bí cảnh bên trong giang giật nhớ tới cái gì Hiếu kỳ hỏi, đã bị cuốn vào nhân cùng yêu đều không về được, các ngươi làm sao biết trong này có một cái bí cảnh. Mị như đôi mắt đẹp lóe lên, trầm giọng nói ra, bởi vì chúng ta hắc hải hơn 10 vạn năm trước đi ra một vị thánh yêu, nó có thể khám phá hư ảo, có thể dự đoán thiên cơ. Thực lực của nó hẳn là sao ngao lư còn phải mạnh hơn một tia, chân chính nửa chân đạp đến nhập yêu thần cảnh giới. Đáng tiếc nó trước kia nhận qua tổn thương, thân thể lưu lại một tia tai họa ngầm cuối cùng không thể đột phá một bước cuối cùng, nó tại trước khi chết thời điểm nhẹ lướt đi tìm kiếm mộ địa đồng thời lưu lại mấy câu trong đó một câu liền là để hắc hải yêu tộc tuyệt đối không nên tới gần tử thần mật hải rơi vào cái này bí cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ thánh yêu giang giật hít mũi một cái có chút bán tín bán nghi bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là phật đế bọn người ở tại cái này mất tích hắn cần tiến vào vòng xoáy bên trong tìm tới phật đế giải cứu bọn họ ra mị như vào vòng xoáy bên trong đi giang giật hạ lệnh mị như lại một mặt u oán giang giật nhắc chân đối mị như nở nang bờ mông đá tới một cước đưa nàng đá tới vòng xoáy trung tâm chính hắn cũng nhanh chóng hướng vòng xoáy trung tâm bay đi a à, mị như hoảng sợ kêu một tiếng nhưng tới gần vòng xoáy trung tâm kia hấp lực quá lớn nàng coi như thân là hắc hải đại đế cũng căn bản kháng cự không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị hấp xả lấy hướng vòng xoáy trung tâm kéo đi ra tại cái này người vội cái gì chú ý tình huống tùy thời chuẩn bị khai chiến giang giật quát lạnh một tiếng Mị Như chấn định một chút, nàng bị khí linh luyện hóa, sớm đã không còn hắc hải bá chủ tự tin và khí độ, chỉ có bất an cùng sợ hãi. Cái này rất dễ lý giải, bất kỳ người nào trở thành người khác hồn nô đều sẽ như thế, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng không biết lúc nào sẽ bị giết, sẽ chết đi. Đi, phía dưới sóng biển ngập trời, điên cuồng xoay tròn, giang giật đi theo vòng xoáy xoay tròn, chân đạp sóng biển nhanh chóng tới gần vòng xoáy trung tâm. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn ánh mắt kiên định như sắt, mặc kệ là vì báo ân, vẫn là vì y thiền doãn nhược băng, hắn đều phải vào trong này một chuyến. Về phần hắn tiến vào sau có thể hay không chết, có thể hay không cả một đời vây chết ở bên trong hắn đã không cố được nhiều như vậy. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, có một số việc là nhất định phải làm. Như chuyện gì đều nghĩ chu toàn, chuyện gì đều sợ hãi rụt rè, kia cái gì đều không cần làm, thành thành thật thật tại một cái trong núi rừng ẩn cư ôm nàng dâu, mỗi ngày tạo ra con người tốt càng đến gần vòng xoáy trung tâm sóng biển tốc độ xoay tròn càng nhanh mị như sợ hãi bắt lấy giang giật cánh tay hai người đi theo sóng biển nhanh chóng xoay tròn cuối cùng chui vào vòng xoáy trung tâm biến mất không thấy vòng xoáy trung tâm vẫn như cũ lãng hải ngập trời phong lôi tề khiếu bầu trời vòi rồng càng lúc càng lớn cái này trong chốc lát tiếng sấm tựa hồ lớn hơn mấy phần a à, giang giật cùng mị như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong về sau phát hiện tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh hai người đầu đều xoay chuyển váng đầu chuyển hướng. Mà lại tại vòng xoáy bên trong thần thức căn bản không thể liếc nhìn, phía dưới đen kịt một màu, hai người bị cuốn lấy hướng đáy biển chỗ sâu nhất vào tới, ai cũng không thông báo mang đến phương nào. Thiên nhân hợp nhất, Giang giật mặc kệ gắt gao bắt lấy chính mình nghĩ như, hắn ép buộc chính mình tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, muốn ra kia nhất định phải nghĩ biết rõ ràng bọn hắn là thế nào tiến vào bí cảnh. Tại cái này một trong trạng thái hắn rốt cục có thể dò xét tình huống chung quanh, các nàng ngay tại vòng xoáy bên trong, đang bị mang theo hướng đáy biển tràn vào, giờ phút này liền muốn đến đáy biển, vòng xoáy cuối cùng chui vào một cái đen nhánh đáy biển trong thông đạo. Ách, tại bị cuốn vào đáy biển thông đạo thời điểm, Giang giật cảm giác một cỗ thần kỳ lực lượng bao phủ chính mình linh hồn, hắn cùng mị như triệt để ngất đi, căn bản không biết cuối cùng hội đến phương nào. Hưu, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt thời gian, có lẽ là mấy năm, Giang giật rốt cuộc giật mình tỉnh lại hắn cảm giác chính mình chính nhanh chóng hạ xuống trên người có một cỗ hấp lực cường đại bao phủ hắn thúc đẩy hắn nhanh chóng hạ xuống hắn nguyên lực chấn động nghĩ khống chế thân hình nhưng phát hiện thân thể còn tại hạ xuống hắn bán thần thực lực thế mà không có cách nào phi hành chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình hướng phía dưới một mảnh xương trắng vần quanh biển cả rơi xuống đại nhân nơi này trọng lực thật là khủng khiếp nghị như còn tại gắt gao ôm lấy hắn nàng ý đồ phi hành nhưng căn bản không có cách nào làm đến giang giật bốn mắt quét qua phát hiện hai người đến một cái kỳ dị trong không gian bốn phía là một mảnh hải vực phía dưới nước biển bên trên đều là xương trắng nơi xa ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút điểm đen đoán chừng là hải đảo nơi này thần thức không thể dò xét không gian vững chắc đáng sợ giang giật rất nhanh phát hiện vấn đề hắn thần thức căn bản là không có cách liếc nhìn chỉ có thể dùng con mắt xem hắn nếm thử độn tiên phát hiện không gian không cách nào xé rách nơi này quả nhiên là một cái kinh khủng mà kỳ dị bí cảnh hắn bốn phía liếc mấy cái, có chút giải sầu, chỉ ít trong này không nhìn thấy nguy hiểm. Phật đế bọn người có thể còn sống, chỉ cần tìm được Phật đế bọn hắn, đại gia lại nghĩ biện pháp ra ngoài liền tốt. Oanh, hai người trùng điệp đập xuống trong biển, vừa tiến vào trong biển giang giật cùng Mỹ như lập tức phát hiện lại hỏi về, bởi vì cái này nước biển sức nổi quá lớn, hai người nửa người lơ lửng ở trên biển. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ nước biển có thể ăn mòn giang giật thần thuẫn, Mỹ như kinh hô lên, cái này nước biển có quỷ dị đang hấp thu của ta yêu lực. Đây là nơi quái quỷ gì? Giang giật bị hù dọa, thần thuẫn thoáng cai phá, hắn chín khỏa tinh thần bên trong nguyên lực bị điên cuồng hấp thu vào trong biển, địa phương quỷ quái này trọng lực vừa kinh khủng, các nàng căn bản là không có cách rời đi hải vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nước biển hấp thu hai người nguyên lực cùng yêu lực. Tiểu nô, Giang giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong tay huyền thần cung lóe lên, Giang tiểu nô xuất hiện, hắn phẫn nộ quát tiểu nô biến thân, mang theo ta phi hành. Ông! Giang tiểu nô trong nháy mắt biến thân, hai cánh mở ra thế mà có thể miễn cưỡng bay lên, Giang giật lập tức đem mị như thu nhập huyền thần cung bên trong, để Giang tiểu nô mang theo hướng xa xa điểm đen bay đi. Thiếu ra, nơi này trọng lực tốt cường đại, ta đoán chừng chỉ có thể phi hành trăm dặm. Tiểu nô trong mắt đều là kinh dị, một bên phi hành vừa nói. Trước tìm hải đảo, Giang giật lòng vẫn còn sợ hãi thở ra mấy hơi thở, nhìn qua nước biển tựa như nhìn thấy giống như ma quỷ. Tự vừa rồi mười mấy hơi thở thời gian, hắn nguyên lực bị hấp thu rất nhiều, như tại cái này trong biển dừng lại một ngày, hắn đoán chừng tất cả nguyên lực đều sẽ bị hấp thu. chương 1211, Hòa Thiên Hạ cười chê. Bên kia có cái hải đảo, Giang giật nhìn thấy nơi xa không ngừng phóng đại điểm đen quát khẽ, Giang tiểu nô tốc độ lúc đầu nhanh như hồng quang, giờ phút này đoán chừng cũng không sánh nổi một cái nhị gia yêu thú, chỉ có hơn 10 dặm lộ trình, thế mà bay thời gian một nén nhang, mà lại nửa đường còn kém chút té xuống. Chỉ là một khối đá ngầm, Giang Tiểu Nô rốt cuộc bay đến hải đảo bên trên, Giang giật còn chưa tới phải gấp cảm khái, Giang Tiểu Nô đã hướng phía dưới rơi xuống, hai người hung hăng ngã tại một cái trên tảng đá. Hải đảo này kỳ thật chuẩn xác mà nói chỉ là một cái lớn hơn một chút đá ngầm mà thôi, phía trên nhiều nhất chỉ có thể chạm hơn 10 người. Có thể có địa phương nghỉ ngơi một chút, Giang giật rất thỏa mãn, Giang Tiểu Nô không có hình tượng chút nào ngồi tại trên đá ngầm từng ngụm từng ngụm thở, không tính nguy nga trên hai vú hạ chập trùng trên mặt đều là mồ hôi, có thể tưởng tượng phi hành nàng cần tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Giang giật thở hổn hển mấy cái, lúc này mới đưa mắt nhìn bốn phía, hắn tại phía đông thấy được hai cái chấm đen, trừ cái đó ra khác đừng địa phương không có điểm đen. Hắn có chút nhức cả trứng nhíu mày, nếu không có Giang tiểu nô nơi này là nửa bước khó đi a. À. Cho dù có tiểu nô, vạn nhất phía trước không có hải đảo cùng đá ngầm, hoặc là cách xa nhau quá xa, cũng sẽ có đại phiền toái. Nguyên lực tu luyện phi thường khó khăn nếu không có gấp bội tu luyện mật thất vậy sẽ càng khó khăn giang giật tu luyện lâu như vậy nguyên lực cảnh giới thật vất vả đạt tới bán thần như rơi vào trong biển không muốn nửa canh giờ hắn nguyên lực cảnh giới tuyệt đối sẽ lui về thiên quân đến lúc đó chiến lực khẳng định lại có ảnh hưởng hắn lại muốn phí sức tu luyện mấy tháng ông huyền thần cung xuất hiện hắn đem doãn hoàng phật hoàng hiên hoàng đêm hoàng doãn nhược băng y thiền mị như đều truyền tống ra mị như trở ra đem tình huống cùng mọi người nói một lần mọi người vừa ra tới sau tựa bốn phía liếc nhìn đêm hoàng còn tự thân xuống biển thăm dò thoáng cái, kết quả lập tức leo lên, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này bí cảnh tại thiên tinh giới hẳn là kinh khủng nhất, cái này hải rất quỷ dị, phía dưới rất có thể hội thai ngén một chút cường đại kinh khủng tồn tại. Phật hoàng bốn phía giò xét một phen, còn thả ra một cái công kích, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, người trước tìm một cái lớn hơn một chút hòn đảo, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, nơi này không gian quá vững chắc, lực công kích sẽ bị suy yếu rất nhiều, giang giật ngươi phải cẩn thận ta ông bên kia doãn hoàng lấy ra một chiếc thiên cơ thuyền muốn thử xem có thể hay không phi hành kết quả thiên cơ thuyền bỗng chốc bị đè xuống trong nước thiên cơ thuyền bên trên vòng bảo hộ năng lượng cũng gấp nhanh bị hấp thụ cuối cùng năng lượng tiêu hao hoàn tất bị sống sờ sờ áp phượt biến thành một đống gỗ vụn mảnh giang tiểu nô chỉ có thể mang một người những người còn lại chỉ có lần nữa tiến vào huyền thần cung bên trong tất cả mọi người vô kế khả thi chỉ có để giang giật tìm tới lớn hải đảo lại nghĩ biện pháp cái này đá ngầm quá nhỏ nếu có quái vật đột kích tất cả mọi người không có chỗ trốn tránh, giang giật các loại chờ, giang tiểu nô nghỉ ngơi một lát, lần nữa lên đường. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, do xét bốn phía không gian ba động, tránh cho có quái vật đến tập kích. Phật Hoàng nói nơi này rất quỷ dị, rất có thể hội dựng dục ra kỳ quái sinh vật, hắn không thể không phòng. Phía trước một cái chấm đen nhỏ vẫn là một cái đá ngầm, khoảng cách có 70 dặm, trên đường ngược lại là bình tĩnh. Giang tiểu nô mệt đến ngất ngư, đến nơi này lúc Giang giật con mắt thoáng cái phát sáng lên, bởi vì nơi xa có bảy tám cái điểm đen chỉ ít sẽ không không có chỗ đặt chân nghỉ ngơi trong chốc lát lần nữa lên đường cứ như vậy giang giật cùng giang tiểu nô bay thẳng đến một ngày cái này kỳ dị không gian bầu trời một mực một mảnh sáng ngời không có bạch thiên hát dạ phân chia giang giật hai người vượt ngang số vạn lý hải vực nhưng phía trước vẫn là mênh mông vô bờ biển cả không có đại lục thậm chí đều không có lớn hải đảo duy nhất may mắn chính là đá ngầm coi như nhiều tiểu nô nghỉ ngơi hai canh giờ ngươi ngủ trước một giấc giang giật nhìn thấy giang tiểu nô mệt mỏi không được đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực giang tiểu nô lập tức thoải mái ngủ thiếp đi tại giang giật trong ngực đừng nói cái này hải vực sợ là tại trong địa ngục nàng đều có thể ngủ giang giật không có nghỉ ngơi hắn cũng không mệt mỏi cũng cần có người đề phòng lúc đầu hắn chuẩn bị nghỉ ngơi hai canh giờ nhưng không đành lòng đánh thức giang tiểu nô liền để nàng tiếp tục ngủ say tiểu nô có biến hơn ba canh giờ về sau giang giật hét lớn Tiểu Nô lập tức mở to mắt, đằng đằng sát khí quét qua phía trước nước biển có chút sóng gió nổi lên. Giang Giật đã đứng lên, trong tay hỏa long kiếm lóe sáng, huyền thần khải hiển hiện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bành nước biển kịch liệt lăn lộn, tiếp lấy một cái màu trắng ảnh tử bắn nhanh mà ra. Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô quét qua lại đầy mắt chấn kinh ngạc, bởi vì kia màu trắng ảnh tử là một cái quái thú, quái thú này thân thể là từng khối màu trắng thạch đầu tổ hợp mà thành, tụ liền tứ chi giống nhau là từng khối nhỏ bé màu trắng thạch đầu tổ hợp mà thành nhưng ánh mắt lại cùng phổ thông yêu thú đồng dạng lập lòe tỏa sáng. quái thú thân thể cũng không lớn, chỉ có một đầu voi lớn như vậy, bộ dáng giống như là một đầu long mã, tốc độ cũng không nhanh, đương nhiên so giang giật cùng giang tiểu nô nhanh hơn. nó vỡ ra miệng rộng lộ ra hai hàng đá nhọn đồng dạng răng nhọn, đối giang giật cùng giang tiểu nô đại hống vài tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo tàn ảnh hướng giang giật vào tới. đồ thần trảm, giang giật ngưng tụ đồ thần trảm, bốn phía phong vân tề động, nhưng lần này nhưng không có thần lôi đánh xuống ngược lại trên biển xương trắng hướng hắn vọt tới. Rất nhanh ba đầu hỏa long ngưng kết thành hình, bộ dáng so bên ngoài nhỏ mấy lần, uy lực khẳng định cũng bị hạn chế, tốc độ càng là chậm không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù như thế, ba đầu hỏa long tốc độ vẫn là khả quan, so tiểu thạch quái nhanh hơn, thoáng cái hung hăng đánh chúng vào tiểu thạch quái. Phanh phanh phanh, phanh tiểu thạch quái thân thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy bốn phía không gian phi thường vững chắc đều chỉ hơi hơi chấn động, cũng không có bất kỳ cái gì vết nứt không gian xuất hiện. Để Giang giật cùng Giang Tiểu Nô lần nữa khiếp sợ sự tình phát sinh kia tiểu thạch quái bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đá vụn đều rơi vào trong biển, cuối cùng lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tiếp lấy trên thân bạch quang lóe lên, lại ngưng tụ thành hình, trên thân khí tức không có một tia yếu bớt, tựa như không có bị bất cứ thương tổn gì. Đồ thần trảm, cửu tinh đạo văn, huyền đế công kích mạnh nhất một trong. Cái này tùy ý có thể đánh giết bát tinh cường giả, có thể đánh giết chiều cao vượt qua mấy chục trưởng cường đại yêu hoàng nhưng lại đánh giết không được một con voi kích cỡ tương đương tiểu thạch quái hoạt thiên hạ cười chê. Ngao ngao, tiểu thạch quái hướng giang giật hai người hung hăng kêu vài tiếng, cũng không dám tới gần, thân thể lăn lông lốc xuống trong biển, rất nhanh biến mất không thấy. Đi mau, giang giật thu hồi hỏa long kiếm quát khẽ, thật đúng là cho Phật Hoàng nói chúng, cái này kỳ dị trong hải vực quả nhiên dựng dục ra quái vật. Hắn không thể đánh giết cái này tiểu thạch quái, nói không chừng hội dẫn suốt càng nhiều cường đại quái vật, hắn tại cái này trên đá ngầm, một khi bị vây kín vậy liền không đường có thể trốn hiu giang tiểu nô cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc mang theo giang giật hai cánh vung vẩy bằng nhanh nhất tốc độ hướng xa xa đá ngầm bay đi nhưng mà vẹn vẹn qua gần nửa canh giờ hai người bay mấy trăm dặm phía dưới hải vực tụ tầng tầng sóng gió nổi lên ngay sau đó nước biển nổ tung từng cái tiểu thạch quái bay ra liếc nhìn lại ít nhất có mấy trăm con tiểu nô nhanh bay đi cái kia đá ngầm ta đến công kích giang giật nghiêm nghị hét lớn hỏa long kiếm vung vẩy, lần này không có phóng thích đồ thần chạm, mà là vung vẩy ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long. Cái này tiểu thạch quái đã đánh giết không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản bọn chúng tới gần. chương 1212, cho bản hoàng phá. Tiểu hỏa long uy lực cũng không lớn, nếu không phải hỏa long kiếm thôn vệ huyền thần đao biến thành thần khí, đoán chừng giờ phút này đánh vào những cái kia tiểu thạch quái bên trên căn bản sẽ không có bất kỳ lực sát thương. Thời khắc này tiểu hỏa long cũng không có quá lớn lực sát thương, bất quá miễn cưỡng có thể đem tiểu thạch quái nổ bay. Cái này tiểu hỏa long chỉ là trung giai đạo văn, tiêu hao nguyên lực cũng không nhiều, giang giật có thể tùy ý phóng thích, hắn liên tục không ngừng thả ra tiểu hỏa long, đem bay tới tiểu thạch quái từng cái đánh lui, giang tiểu nô thì mang theo hắn hướng trước mặt đá ngầm bay đi. Ngao ngao ngao, tiểu thạch quái mỗi lần bị đánh trúng thân thể cũng sẽ ở không trung lăn lộn mấy chục trượng, tiếp lấy lại gầm thét vào tới. Giang tiểu nô đến đá ngầm về sau, giang giật để nàng nghỉ ngơi trước chính mình tiếp tục công kích tiểu thạch quái, ngăn cản bọn chúng, ý đồ để bọn chúng từ bỏ công kích. Nhưng là hắn dòng dã công kích ba nén hương thời gian, những cái kia tiểu quái thú căn bản không có thối lui ý tứ. Hắn chỉ có để giang tiểu nô mang theo chính mình tiếp tục hướng nơi xa phi hành. Giờ khắc này hắn không dám phóng thích đồ thần chảm, lại không dám nghĩ biện pháp đánh giết những này tiểu thạch quái. Đánh tiểu nhân, sẽ đến lão. Đây là vĩnh hằng định luật, này quỷ dị trong biển rộng đã có thể dựng dục ra tiểu thạch quái, kia rất có thể hội dựng dục ra tảng đá lớn quái, lão thạch quái. Đám này tiểu thạch quái đều như thế cường đại, giống như đến mấy cái lão thạch quái hai người kia tựa nguy hiểm. Các nàng mục đích chính yếu nhất là tìm được trước một cái lớn một chút hải đảo, hoặc là một cái đại lục, dạng này toàn bộ người mới có thể phóng xuất, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp tìm ra đường. Đi, các loại chợ tiểu nô nghỉ xong, Giang giật lần nữa giống giận, liên tục không ngừng phóng thích công kích, ngăn cản tiểu quái thú tới gần, Giang tiểu nô mang theo hắn cuồng bay phanh phanh phanh, chậm rãi, Giang giật phát hiện tiểu thạch quái càng ngày càng nhiều, trên đường đi đều đang hấp dẫn tiểu thạch quái. Sau một canh giờ, đi theo hai người phụ cận tiểu thạch quái đã đạt đến hơn 1,000 con, xem ra tiếp tục như vậy số lượng sẽ còn gia tăng mấy lần. Thiếu ra, bên kia có một hòn đảo rất lớn. Hai canh giờ về sau, Giang tiểu nô đột nhiên kinh hô lên, Giang giật xuyên thấu qua lít nha lít nhít tiểu thạch quái nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Bên kia quả nhiên có một mảnh bóng đen, khoảng cách như thế xa, khẳng định là một cái siêu cấp lớn hải đảo. Đi, liên tục công kích hơn ba canh giờ, mặc dù chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng tiểu thạch quái nhiều lắm, hắn lúc cần phải thời khắc khắc không ngừng công kích, phòng ngừa bất luận cái gì một cái tiểu thạch quái tới gần, sở dĩ hắn cũng mệt mỏi đến quá sức. Hưu, Giang Tiểu Nô mệt mỏi hơn, bất quá hai người chỉ ít thấy được hy vọng, chỉ cần đi vào lớn hòn đảo, liền có thể đem tất cả mọi người phóng xuất, hai người rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hai nén hương về sau, hai người rốt cuộc bay vào hải đảo, nhưng là rất kỳ quái chính là cái này tiểu thạch quái thế mà không công kích, chờ mắt nhìn xem hai người tiến vào hải đảo, cuối cùng toàn bộ chui vào trong biển biến mất không thấy. Tiểu nô, xuống dưới, khác đừng đi loạn, hải đảo này có thể có quái gì. Giang giật nhìn thấy tiểu thạch quái ánh mắt, vội vàng quát bảo ngưng lại giang tiểu nô, hai người bay xuống bãi cát, hắn trước tiên lấy ra huyền thần cung đem tất cả mọi người cùng tiểu phỉ đều truyền tống ra. Hiu hiu hiu, Phật Hoàng bọn người thời khắc chờ lệnh, vừa ra tới tựu đằng đằng sát khí bốn phía liếc nhìn, xác định không có nguy hiểm sau lúc này mới đưa ánh mắt về phía Giang giật nói tình huống như thế nào. Giang giật cười khổ nói ra, tạm thời an toàn, hòn đảo này rất lớn, bất quá có thể bên trong có quỷ dị, đại gia đừng nhúc nhích, nguyên địa đề phòng, ta cùng tiểu nô nghỉ ngơi trước hạ. Nói xong, Giang giật cùng Giang tiểu nô để huyền thần cung đặt tại trên bờ cát, hai người đều tiến vào huyền thần cung, sau đó đổ vào huyền đế các gian phòng bên trong nằm ngáy o o giang giật cũng mặc kệ tình huống bên ngoài dù sao gặp nguy hiểm y thiền sẽ công kích huyền thần cung hắn có thể nhận biết ta trước phái người đi dò xét thoáng cái doãn hoàng bốn phía liếc mấy cái cùng phật hoàng thương nghị đạo phật hoàng nhíu mày một cái nói vẫn là nguyên địa để phòng đi các loại chờ giang giật tỉnh lại lại nói đợi hắn làm gì chẳng lẽ chúng ta một đám người còn không bằng hắn doãn hoàng có chút không phục vung tay lên hướng doãn ra mang theo ba tên bán thần nói ra lão lục các người phân tán đi dò xét một phen có biến lập tức sau bên cạnh, mở ra cái khác chiến. Đêm hoàng cũng khoát tay áo nói, các người cùng theo đi dò xét. Phật hoàng cùng hiên hoàng đối mặt đồng dạng, có chút bất đắc dĩ thở dài, kia đều đi dò xét một phen đi, ba người một tổ, đừng đi quá xa, tình huống không đúng tự triệt thoái phía sau, nếu có nguy hiểm lập tức đưa tin. Rõ, y ra cùng lăng ra bán thần nhau nhau lĩnh mệnh, 12 người chia 4 tổ hướng hải đảo chỗ sâu kín đáo đi tới, Phật Hoàng Y Thiền bọn người ngược lại là nguyên địa ngồi xếp bằng, một bên bốn phía đề phòng. Ông, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, Doãn Hoàng cùng đêm Hoàng trong tay một tấm lệnh bài tự phát sáng lên, hai người quét qua đằng sau sắc đại biến, quát khẽ nói, xảy ra chuyện. Thân thể hai người bắn ra mà đi, Doãn Hoàng nhìn lướt qua Doãn Nhược Băng nói, người đi theo đám bọn hắn, chúng ta đi xem một chút. Phụ Hoàng, khác đừng xúc động, Doãn Nhược Băng cuống lên, Doãn Hoàng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Chỉ là miễn cưỡng đã tới thất tinh, mặc dù có một ít cổ khí, nhưng thực lực cũng không so doãn ra bán thần mạnh mẽ quá nhiều. Trong tay nàng nguyên lực sáng lên đột nhiên hướng huyền thần cung đánh tới, đứng sừng sững ở trên bờ cát huyền thần cung cấm chế sáng lên, giang giật thân ảnh rất nhanh truyền tống ra, quát lạnh nói tình huống như thế nào. Hưu, doãn hoàng nhìn thấy giang giật sau càng khó chịu, cùng đêm hoàng hai người thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, thông qua lệnh bài cảm ứng đi tìm nhà bọn hắn bán thần. Phật hoàng bọn người đứng lên, nguyên lực lấp lánh đi theo hướng trong rừng bay đi, Phật Hoàng truyền âm nói, Doãn Hoàng nhất định phải phái người đi dò xét tình huống, vừa rồi có người đưa tin tới xảy ra chuyện. Đi, Giang giật thu hồi huyền thần cung để tiểu phỉ nhảy lên bờ vai của hắn, đi theo mọi người hướng phía trước chạy đi, vừa đi hắn còn vừa cùng y thiền Doãn nhược băng thấp giọng nói ra, trên đảo này rất nguy hiểm, các ngươi nếu không vào huyền thần cung bên trong đi. Không, hai người chăm miệng một lời quát khẽ, Giang giật chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, theo sát ta, có biến vào lại. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một đường lao nhanh, hải đảo này cùng phía ngoài hải đảo không có khác nhau, bốn phía đều là sum xuê cây xanh, còn có rất nhiều thạch phong, đường phi thường khó đi, ở bên ngoài mọi người tùy ý có thể phi hành, ở chỗ này chỉ có thể như viên hầu nhảy tới nhảy lui. Phanh phanh phanh, sau gần nửa canh giờ, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng nổ, hiển nhiên là tại khai chiến, mọi người tốc độ thoáng cái nhanh thêm mấy phần, riêng phần mình lộ ra ngay binh khí, y thiền bên ngoài cơ thể lôi điện lấp lánh, Doãn Nhược Băng lấy ra xạ thần cung, hai người theo sát tại giang giật sau lưng. Tới gần, tới gần, xa xa thấy được 10 người ảnh, chính là mấy nhà cung phụng bán thần, cử động của bọn hắn lại làm cho mọi người đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn ngay tại công kích một cây đại thụ, đại thụ kia phi thường cao lớn, cành lá rậm rạp, 10 người đều điên cuồng công kích đại thụ thân cây, nhưng đại thụ vẹn vẹn vỏ cây bị tạc nứt, thân cây nhưng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Lục trưởng lão Doãn nhược băng đột nhiên nhìn qua trên cây khẽ kêu, Giang giật đã sớm phát hiện, hắn trong đôi mắt đều là kinh dị, cái này kỳ dị trong không gian đổ vật quá quỷ dị, liền cây đều thành tinh. Phía trước đại thụ kia phía trên có hai người bị nhánh cây cuốn lấy, thần thuẫn đã sớm phá vỡ, giờ phút này đều bị ghim đến thân thể có chút biến hình, biểu lộ dị thường khó chịu. Hai người kia một cái doãn ra người, một cái ban đêm ra người, doãn ra lục trưởng lão nhìn thấy trước mọi người đến, lập tức thét to lên nói, gia chủ tiểu thư cẩn thận, Cây này có thể hấp thu nguyên lực, tuyệt đối đừng cho nhánh cây cuốn lấy, một cuốn lấy nguyên lực hội nhiễu loạn. Cho bản hoàng phá, doãn hoàng quát lớn, trong tay một thanh khổng lồ chiến đao đột nhiên đánh xuống, tiếp lấy một đạo to lớn đao mang xuất hiện, đao mang đao phong bên trên kim quang lấp lánh, nhìn không gì không phá, rõ ràng là kim hệ đạo văn. Oanh, nhưng mà như thế doãn hoàng công kích nện ở trên cành cây, lại chỉ là để đại thụ khẽ run lên, trên cành cây lưu lại một đạo món tay sâu lỗ khảm thôi mà lại đạo này lỗ khảm còn tại nhanh chóng khép lại. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người toàn bộ khẽ giật mình, một cây đại thụ mà thôi, như ở bên ngoài đừng nói phóng thích cường đại đạo văn coi như tiện tay một đạo nguyên lực công kích sơn phong đều có thể san bằng, tại cái này doãn hoàng công kích mạnh nhất lại bổ không ngừng một cái cây. chương 1213, Hồng Phất Phái, đêm hoàng cũng công kích, trong tay hắn có một thanh cổ khí nguyễn kiếm, run lên một cái liền có thể phát ra một đạo tiếng giết, hắn huyễn hóa ra một đạo kiếm ảnh, bốn phía không gian đều lộ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, uy lực dọa người. Suy suy, hắn đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm, một đạo thật mỏng kiếm mang nhanh chóng bay đi, phá không tiếng rít lớn hơn, rất là chói tai, giang giật âm thầm gật đầu, cái này đêm hoàng bằng vào cái này cổ khí, lực công kích hẳn là nhưng so sánh thất tinh cường giả, như ở bên ngoài tiếng rít khẳng định càng lớn, có thể ảnh hưởng linh hồn của con người. Chanh chanh, một mảnh hỏa hoa sáng lên, tựa như kim thiết chạm vào nhau thanh âm vang lên, đại thụ rung động không thôi, ánh mắt mọi người đảo qua lần nữa ảm đạm. đêm hoàng công kích cũng chỉ là so doãn hoàng công kích lưu lại lỗ khảm sâu một chút, căn bản là không có cách chặt đứt đại thụ. Trên xuống nhánh cây kia loạn động, ai cũng không dám lung tung công kích, vạn nhất đem người một nhà đánh chết đâu. Doãn hoàng ánh mắt nhìn về phía Phật hoàng, trong bọn họ Phật hoàng chiến lực tối cường, tổng hợp chiến lực nhưng so sánh bát tinh cường giả, như hắn còn không phá được, phía trên hai người tựu không cứu nổi. Phật hoàng sờ lên đại quang đầu, nhếch miệng nói lão doãn người nhìn ta không dùng a à, ta cũng chém không đứt tìm ngươi con rể đi ta đi thử một chút đi giang giật nhìn thấy cây kia bên trên thân thể hai người đều biến hình không dám khoanh tay đứng nhìn lại không dám để doãn hoàng không nể mặt cầu chính mình vậy lần sau đoán chừng không có cách nào bên trên doãn nhược băng giường hắn hỏa long kiếm múa thiên địa biến sắc bốn phía thiên địa chi lực bị hắn mượn dùng ba đầu hỏa long ngưng tụ mà ra đột nhiên hướng đại thụ thân cây đập tới a à, giang giật vừa ra tay lập tức biết có hay không, lúc đầu rất hơn nửa thần đối giang giật cũng không chịu phục, mặc dù biết hắn cảm mộ đồ thần chẳng, nhưng không có tận mắt nhìn thấy rất nhiều người cũng không tin tưởng. Giờ phút này vừa ra tay rất hơn nửa thần cùng doãn hoàng đêm hoàng sắc mặt lập tức thay đổi, đây là thật sự cửu tinh đạo văn, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, như đánh vào trên người bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Dầm dầm dầm, ba đầu hỏa long liên tục không ngừng nện ở trên cành cây, đại thụ bị tạc đến nhão nhuệt, kinh khủng lực trùng kích đem đại thụ rất nhiều thô dế cây đều tách rời ra, cuối cùng thế mà không có ngã xuống. phía trên cành rung động, cuối cùng đại thụ ầm vang ngã xuống, nhưng thân cây quả thực là không có đoạn. vù vù, đêm hoàng vội vàng bắn ra mấy đạo kiếm mang, còn lại bán thần cũng nhao nhao công kích triệt để đem đại thụ kia chặt đứt. tại đại thụ đứt gãy một khắc này, trói buộc hai tên bán thần cảnh quang mang ảm đạm, bất lực buông ra. hưu, hai tên đều nhanh biến thành thịt khô bán thần điên cuồng nổ bắn ra mà ra lăn trên mặt đất vài vòng bị hai nhà bán thần tiếp trở về, hai người rõ ràng lục soát vài vòng, tựa hồ liền mỡ máu đều bị hút không ít. Các người đi vào trước an dưỡng đi, sang giật các loại chờ hai nhà bán thần cho hai người phục thuốc chữa thương, do xét đến trên thân hai người khí tức chỉ có thể so chung giai thiên quân về sau, khe khẽ thở dài nói. Trên người hai người này nguyên lực bị hấp thu quá nhiều, coi như thân thể khôi phục, chiến lực đoán chừng cũng chỉ có thể nhưng so sánh thiên quân. Doãn Hoàng sai lầm quyết định, để mọi người tổn thất hai tên mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ đem hai người thu vào về phía sau giang giật lúc này mới nhìn qua phật hoàng nói để những người còn lại đi vào chúng ta năm người đi dò xét thoáng cái hải đảo tốt phật hoàng nhẹ gật đầu quá nhiều người không chỗ hữu dụng giống như tại tổn thất mấy người về sau gặp được quái vật quân đoàn hội phiền toái hơn doãn hoàng cùng đêm hoàng lần này không dám nói gì giang giật đem mọi người đều thu vào chỉ để lại phật hoàng doãn hoàng cùng đêm hoàng giang tiểu nô còn tại ngủ say hắn đương nhiên sẽ không đánh thức nàng